Thư viện khoa học kỹ thuật chương 439, lý do thành công. Bên ngoài của công ty Kiến Hành Quân, ba chiếc xe hạng sang chậm rãi tới gần. Alexander ngồi trên chiếc Audi màu đen ở giữa, hắn bình tĩnh nhìn trụ sở chính của công ty Kiến Hành Quân bên ngoài ô cửa sổ. Thật ra Alexander đã trông thấy cái nhà này không biết bao nhiêu lần trên các bản tin và bài báo khác nhau, nhưng đây là lần đầu tiên hắn có thể ngắm nhìn nơi đây với khoảng cách gần như vậy hành trình khởi nghiệp của công ty kiến hành quân không hề có bất kỳ điềm báo trước nào bọn họ cứ thế trở thành một con kỳ lân tầm cỡ thế giới trong một khoảng thời gian ngắn ngủi thậm chí có rất nhiều người còn chưa kịp thích ứng với sự phát triển vượt bậc này của bọn họ sơ yếu lý lịch của trần mặc và triệu mẫn cũng nhanh chóng xuất hiện trên bàn làm việc của các nhân vật lớn ở khắp nơi trên thế giới tất nhiên vô số người muốn thu mua cổ phần của công ty kiến hành quân nhưng hiện tại vẫn chưa có ai thành công cho dù bọn họ có dùng bất kỳ hình thức đi chăng nữa thì toàn bộ lời đề nghị thu mua cổ phần của công ty kiến hành quân đều bị từ chối thẳng thừng công ty kiến hành quân là doanh nghiệp với nguồn vốn tư nhân cho nên bọn họ chưa bao giờ công bố tình hình tài chính của mình ra bên ngoài cho đến nay thu nhập thực tế của công ty kiến hành quân vẫn còn là một ẩn số trong giới kinh doanh theo thống kê sơ bộ của các tổ chức đầu tư quốc tế công ty kiến hành quân hiện đang là công ty có nguồn vốn lưu động lớn nhất thế giới lượng tiền mặt mà bọn họ đang nắm trong tay vượt xa bất kỳ công ty công nghệ nào khác. Nhiều nhân vật máu mặt trong ngành đều biết, toàn bộ cổ phần hiện tại của công ty kiến hành quân đều thuộc về một mình trần mặt. Có thể nói, chàng thanh niên khiêm tốn đó chính là người giàu nhất thế giới hiện nay. Alexander chợt ngẫm lại bản thân, hắn đã quyền quản lý ngân hàng đầu tư đứng xếp hạng thứ 20 trên thế giới khi mới 37 tuổi. Thành tựu này nghe có vẻ như rất lợi hại, nhưng so với Trần Mặc và Triệu Mẫn, hắn ta thật sự vẫn còn kém xa hai người này trên thực tế alexander được thừa kế sản nghiệp lâu đời từ gia tộc rostin còn trần mặt và triệu mẫn đã xây dựng công ty kiến hành quân bằng hai bàn tay trắng sau khi alexander lấy lại tinh thần xe của hắn đã tiến vào công ty kiến hành quân triệu mẫn lúc này đã đứng đợi sẵn ở trước sảnh chính của công ty bên cạnh cô là tiểu ngư và một con robot thông minh đằng sau còn có một số nhân viên lễ tân công ty khi Triệu Mẫn tự mình đón tiếp như vậy, đó gần như là hình thức tiếp đãi trịnh trọng nhất ở công ty kiến hành quân. Dù sao đi nữa, Alexander được xem như là đối tác quan trọng của công ty kiến hành quân, hơn nữa còn là hợp tác trên lĩnh vực điện thoại, Triệu Mẫn đương nhiên sẽ không thể thất lễ với hắn được. Dạo gần đây, thông tin các thương vụ hợp tác của công ty kiến hành quân đều giữ kín như bưng. Công ty kiến hành quân là một trường hợp cá biệt trong giới khoa học kỹ thuật, cơ cấu cổ phần của bọn họ có vẻ tương tự như Huawei, nhưng lại có nhiều điểm khác biệt. Huawei phân phối cổ phần cho các nhà nghiên cứu nòng cốt của bọn họ, còn cổ phần của Kiến Hành Quân lại tập trung về một nhân vật duy nhất, những người khác hoàn toàn không có cơ hội nhúng tay vào. Đông đảo các nhà đầu tư lớn trên thế giới cũng rất bất đắc dĩ trước phương thức nuốt trọn một mình như thế này. Hơn nữa, bọn họ không có cách nào tác động đến công ty Kiến Hành Quân, dù là thủ đoạn phong tỏa kỹ thuật hay chặn đứng tài nguyên thì cũng đều vô ích công ty kiến hành quân có thể tự phát triển công nghệ còn phương thức phong tỏa tài nguyên ban đầu còn có tác dụng nhưng hiện tại đã không còn khả năng nhiều công ty công nghệ đều dựa vào các vòng huy động vốn để có thể tiếp tục phát triển sau đó còn dựa dẫm các nguồn lực của các nhà tài trợ để mở rộng tài nguyên cho chính mình nhưng công ty kiến hành quân lại có thể sử dụng lợi thế kỹ thuật tuyệt đối của mình để phá vỡ quy luật này cứ thế mở rộng phát triển trong sự ngỡ ngàng của không ít người tổng kết lại Thành công của Kiến Hành Quân được dựa trên ba yếu tố: phát triển bất ngờ, công nghệ vượt trội, cộng thêm tốc độ lan truyền tin tức trong thời đại internet hiện nay. Vì lẽ đó, các doanh nghiệp tư bản nước ngoài căn bản không thể ngăn cản cuộc hành quân thần tốc của con kiến Trung Hoa này. Tuy nhiên, công ty Kiến Hành Quân đã và đang đe dọa đến quyền lợi của rất nhiều tập đoàn lớn trên thế giới. Các lĩnh vực khác như máy đo địa chấn và robot thông minh thì không sao, bởi vì bọn họ là những người tiên phong và đặt ra tiêu chuẩn của ngành cho nên không cần lo lắng về nguy cơ cạnh tranh. Nhưng thị trường điện thoại di động và máy tính thì khác, bọn họ nhất định phải thận trọng trong việc lựa chọn đối tác chiến lược, nhằm tránh đụng độ các đối thủ mạnh. Lần này Alexander đã đích thân đề nghị hợp tác kinh doanh điện thoại di động, cho nên Triệu Mẫn mới coi trọng vị khách phương Tây này. Một khi hắn đã đưa ra quyết định này, chứng tỏ đối phương đã sẵn sàng đối mặt với những rủi ro nhất định. Triệu tiểu thư, chào ngươi. Alexander vừa nhìn thấy triệu mẫn hắn liền tiến lên chào hỏi bằng thứ tiếng trung kém chất lượng chào ngươi Alexander tiên sinh không ngờ ngươi còn có thể nói được tiếng trung chỉ có thể nói được một chút thôi trung quốc là một đất nước hấp dẫn đối với ta cho nên ta sẽ tìm một giáo viên dạy ta nói tiếng trung alexander nói bằng tiếng anh ha ha triệu mẫn đáp lại bằng một nụ cười cô vừa bắt tay vừa đánh giá alexander một lượt Alexander để tóc ngắn, trên người đang mặc âu phục lịch sự, khuôn mặt ẩn hiện một nét cười ôn hòa, khí chất toát ra vừa tao nhã vừa cao quý, hắn có thể hấp dẫn người khác đến gần với mình. Triệu Mẫn có thể nhận ra phong thái quý tộc trên người hắn. Loại phong thái này chỉ có ở những người học tập và thực hành các lễ nghi quý tộc quanh năm. Dù mới hơn 30 tuổi, Alexander đã tự mình tiếp quản một ngân hàng đầu tư có lịch sử hơn 200 năm. Triệu Mẫn không thể không khâm phục sự quyết đoán của người cầm quyền đời trước của gia tộc Rothschild. Trong khi Triệu Mẫn đang quan sát Alexander, hắn cũng ngầm đánh giá Triệu Mẫn. Người phụ nữ phương Đông này nhỏ hơn hắn 10 tuổi này chính là nhân vật số 2 của công ty kiến hành quân, đồng thời cũng là một trong những người có thể đưa ra quyết định quan trọng tại công ty kiến hành quân. Cho dù Alexander được xưng là thiên tài quản lý đầu tư, nhưng khi bằng tuổi Triệu Mẫn, hắn cũng không tài nào đạt được những thành tựu như cô hầu hết mọi người đều biết rằng mọi hoạt động của công ty kiến hành quân đều được quản lý bởi triệu mẫn có thể nói thành công của công ty kiến hành quân cũng có sự đóng góp không nhỏ của cô ấy tuy đã có các công nghệ độc quyền làm nền tảng nhưng nếu không có khả năng điều hành chặt chẽ của triệu mẫn thì công ty kiến hành quân cũng không thể trở thành một con kỳ lân khổng lồ như hiện nay thương vụ đại lý phân phối robot thông minh đã giúp gia tộc rostin kiếm được một khoản lợi nhuận nho nhỏ đồng thời cũng để cho bọn họ nhìn ra tiềm lực của công ty kiến hành quân. Trước đó, ngân hàng Rothschild thường đóng vai trò là nhà tư vấn đầu tư. Tuy nhiên, các ngân hàng thuộc sở hữu gia tộc đang dần bị hạn chế tầm ảnh hưởng của mình, thời thế thay đổi xoay vần, bọn họ cũng cần phải chuyển mình. Cú chuyển mình này có lẽ sẽ xuất phát từ một lĩnh vực khác. Vì lẽ đó, sau khi được cha nhìn nhận năng lực và giao quyền quản lý cơ nghiệp gia tộc, Alexander đã đến Trung Quốc để tìm kiếm sự hợp tác sâu hơn với công ty kiến hành quân với hy vọng thay đổi cục diện của gia tộc Rothschild. Một khi công ty kiến hành quân đạt được những thành công trên thị trường quốc tế, bọn họ vẫn có thể kịp thời đi nhờ xe, giúp gia tộc Rothschild trỗi dậy thêm một lần nữa. Sau khi đôi bên quan sát nhau một hồi, Triệu Mẫn mới buông tay ra rồi dẫn Alexander đi vào trong công ty, chúng ta vào bên trong rồi nói chuyện. Alexander vai sóng vai cùng Triệu Mẫn Tiến vào công ty Kiến Hành Quân. Khi nhìn thấy robot thông minh đi lại trong đại sảnh, hắn cũng không lấy làm ngạc nhiên. Gia tộc Rostin vốn là đại lý độc quyền robot thông minh tại khu vực châu Âu, cho nên bọn họ cũng đã tự mình mua sắm một vài con robot tương tự như thế này, vì thế mà Alexander cũng không quá bất ngờ khi bắt gặp cảnh tượng trước mắt. "Triệu tiểu thư, sếp của các người đâu? Hắn không muốn gặp ta sao?" Alexander hỏi chủ tịch của chúng ta đang ở trong phòng thí nghiệm lúc hắn đang làm nghiên cứu thì không ai có thể làm phiền được nhưng mà ngươi yên tâm hắn nhất định sẽ xuất hiện trước khi ngươi rời đi triệu mẫn nói trong cả cái công ty này người dám quấy rầy trần mặc trong lúc hắn làm nghiên cứu đoán chừng cũng chỉ có tiểu ngư nhưng tiểu ngư cũng sẽ không đến phòng thí nghiệm của trần mặc nếu như không cần thiết xem ra sự thành công của trần mặc tiên sinh không phải ngẫu nhiên mà có vậy chúng ta nói chuyện trước đi Alexander mỉm cười gật đầu, chỉ cần Trần Mặt đồng ý gặp mặt hắn một lần thì đã không tệ lắm rồi. Đúng là như vậy. Triệu Mẫn đồng ý nói. Nhắc mới nhớ, chúng ta đều có một vài điểm tương đồng đấy. Hả? Lời này là sao? Triệu Mẫn hỏi. Công ty của bọn họ là công ty khoa học kỹ thuật, còn ngân hàng Rothschild là một tập đoàn đầu tư, một cái là công ty thực nghiệp, một cái là cố vấn đầu tư, bản chất cũng không hề giống nhau chúng ta cũng coi là một gia đình alexander cười nói sau khi lý giải được ý tứ của hắn triệu mẫn nở nụ cười đầy ẩn ý đúng là như vậy công ty kiến hành quân là doanh nghiệp tư nhân còn ngân hàng rostin là doanh nghiệp gia đình quả thực cũng có thể tính là một gia đình thực ra một trong những nguyên nhân khiến gia tộc rostin sa sút là do bọn họ kiên trì với hình thức quản lý theo gia tộc trong những thập kỷ trước gia tộc rostin đã từ bỏ gia nhập thị trường chứng khoán để cho ngân hàng Hoa Kỳ và tập đoàn Mộc Đăng có được cơ hội huy động vốn từ thị trường chứng khoán, thâu tóm nguồn tiền mặt khổng lồ và bỏ lại Rothschild ở đằng sau. Hai người một nhà nhanh chóng tiến vào phòng họp và ngồi xuống bàn bạc. Đợi đến khi tất cả mọi người ổn định chỗ ngồi, Alexander mới mở miệng nói, "Triệu tiểu thư, chúng ta đã mở lời mời hợp tác với công ty kiến hành quân bằng tấm lòng thành, còn các người muốn hợp tác như thế nào?" Triệu Mẫn không ngờ Alexander dứt khoát mở miệng như vậy cô cũng không già mồm thêm nữa mà lập tức cầm lấy tài liệu trong tay tiểu ngư đưa cho hắn đây là bản hợp đồng hợp tác ban đầu của chúng ta với tập đoàn antif chúng ta vốn dĩ đã thương lượng ổn thỏa nhưng bọn họ lại đột ngột đổi ý dẫn đến việc hợp tác bị gián đoạn nếu các ngươi không ngại thì hãy xem qua bản hợp đồng này nếu được thì chúng ta có thể hợp tác theo đúng nội dung bản hợp đồng còn nếu các ngươi muốn bổ sung các điều khoản khác thì cũng có thể nói ra Alexander cầm lấy tập tài liệu rồi xem xét cẩn thận. Theo như bản hợp đồng, bên A cung cấp sản phẩm cho bên B với 80% giá thị trường, trong khi bên B sẽ mở tất cả các cửa hàng của mình và hợp tác với bên A trên các kênh tài nguyên cửa hàng. Bên A có thể tham gia việc phân bổ nguồn vốn của bên B để giải quyết vấn đề khó khăn khi hợp tác và chi trả thù lao cho các kênh đại lý. Ngoài ra, bên A sẽ phải phụ trách các phương án dự phòng, chăm sóc khách hàng và chi phí trợ giá cho các nhà mạng vân vân. Những điều khoản này có thể được xem là đang thúc đẩy đôi bên cùng có lợi, thậm chí bên B còn nhận được nhiều ưu thế khác. Lúc đầu, Triệu Mẫn vì cố gắng giành lấy thị trường châu U nên mới nhường một bước khi thảo luận hợp tác với tập đoàn tiếp Nhưng tập đoàn tiếp lại nảy sinh lòng tham không đáy, bọn họ muốn bá chiếm cổ phần của công ty kiến hành quân, nên sự tình hợp tác lần đó đành phải bỏ ngỏ giữa chừng. Thông thường, các nhà đầu tư sẽ không thể nói lời từ chối với bản hợp đồng này bởi vì các điều khoản bên trong đã đảm bảo quyền lợi cho cả đôi bên nhưng tập đoàn antis thế mà lại đột ngột chấm dứt hợp tác với công ty kiến hành quân alexander đương nhiên cũng nắm được thông tin về sự tình ồn ào khi đó theo những nguồn tin lân cận của hắn tập đoàn tài chính đứng sau antis muốn thu mua cổ phần của công ty kiến hành quân nhưng vì bị từ chối thẳng thừng mà trở mặt thành thù kể từ đó không có một đơn vị viễn thông nào ở thị trường Châu U dám hợp tác với công ty Kiến Hành Quân, thậm chí một đại lý cũng không có. Thêm vào đó, kế hoạch thành lập chi nhánh tại Châu U của công ty Kiến Hành Quân cũng bị một số thế lực ngầm ở đó cản trở bằng mọi cách. Alexander đã phải cân nhắc đủ đường mới đưa ra quyết định táo bạo này. Nếu muốn vượt dậy gia tộc Rothschild thì hắn phải chấp nhận mạo hiểm. Nếu không, ánh hào quang khi xưa gần như không thể khôi phục được nữa sau khi đọc kỹ các điều khoản trong bản thỏa thuận hợp tác này alexander giao nó cho các cố vấn ở bên cạnh để tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu ngài alexander nếu ngươi không hài lòng với bất kỳ điều khoản nào thì đừng ngại nói cho ta biết nhé triệu mẫn nói tất cả đều rất tốt thành thật mà nói những điều khoản của bản hợp đồng này đã khiến ta động lòng tập đoàn antis không hợp tác với các ngươi là một tổn thất lớn của bọn họ Alexander không e dè điều gì mà đưa ra lời nhận xét. Triệu Mẫn khẽ cười, ra vẻ từ chối cho ý kiến. "Nhưng ta muốn nhắc trước một vấn đề, miễn sau này các ngươi lại hối hận. Chúng ta vừa thu mua cổ phần của công ty Viễn Thông tại một quốc gia châu Âu, quy mô của nó không bằng tập đoàn Antif, càng không thể so với Vofunda. Vậy nên, đơn đặt hàng ban đầu chỉ sợ sẽ không quá lớn." Alexander nói. Lần này vì để hợp tác với công ty Kiến Hành Quân nên bọn hắn mới mua, mục đích chính là vì để nhằm xây dựng mối quan hệ hợp tác song phương càng thêm sâu đậm với công ty Kiến Hành Quân, Alexander quả thực đã bỏ ra một nguồn vốn khá lớn để gia nhập thị trường Viễn Thông. Ta không quan tâm quy mô lớn hay nhỏ, ta chỉ tin tưởng vào thực lực của các ngươi. Công ty Kiến Hành Quân có thể trao quyền tổng đại lý thị trường châu Âu cho tập đoàn tài chính Rothschild, y hệt như với sản phẩm robot thông minh triệu mẫn nói điều công ty kiến hành quân cần lúc này là một điểm tựa tại châu âu chỉ cần có một điểm tựa vững chắc bọn họ có lòng tin mình có thể làm khuynh đảo thị trường điện thoại di động tại đó tuy cũng có một số nhân viên thu mua của các công ty lẻ tẻ đến trung quốc để nhập khẩu dòng điện thoại mắt hồ điệp nhưng quy mô của bọn họ quá nhỏ nếu muốn phát triển nhanh và mạnh mẽ hơn nữa bọn họ bắt buộc phải có điểm hoạt động ở châu âu mặc dù gia tộc roschin hiện nay đã sa sút ít nhiều nhưng tài nguyên mạng lưới giao thiệp tích lũy bao năm qua lại vô cùng lớn mạnh bên cạnh đó điều mà công ty kiến hành quân bọn họ nhắm đến không phải là hợp tác ngắn hạn mà chính là hợp tác lâu dài vậy nên bất kể quy mô ban đầu lớn hay nhỏ thì cũng đều có thể phát triển đi lên alexander leeck nhìn đội ngũ cố vấn mà hắn dẫn tới đang ngồi ở bên cạnh một số người trong đó là do cha tìm cho hắn một số là do hắn tự thuê xuyên suốt chặng đường kinh doanh vừa qua đội ngũ cố vấn này đã trợ giúp hắn rất nhiều trong việc đưa ra các quyết sách quan trọng vậy nên trong buổi đàm phán với công ty kiến hành quân vào ngày hôm nay alexander đã dẫn theo những người có năng lực nhất trong đội ngũ cố vấn đến đây nhìn thấy người đứng đầu của nhóm cố vấn khẽ gật đầu alexander mới chuyển mắt sang triệu mẫn nếu đã có sẵn một bản thỏa thuận hợp tác ở đây vậy thì chúng ta cứ trực tiếp sử dụng nó này làm khuôn mẫu sau đó loại bỏ một số điều khoản không cần thiết là được ngoài ra ta cũng muốn tiếp tục thảo luận về việc trao quyền tổng đại lý. Triệu Mẫn nhẹ nhõm nở nụ cười, được. Hai bên bắt đầu xác nhận các điều khoản. Một giờ sau, dựa trên thỏa thuận ban đầu, một bản thỏa thuận hợp tác mới đã ra đời. Gia tộc Rothschild cắt bỏ một số điều khoản chỉ thích hợp với tập đoàn Antis, tăng thêm một số điều khoản phù hợp với bọn họ. Ngoài ra, công ty kiến hành quân cũng xác định dùng mức giá thấp hơn 20% so với thị trường để gia tộc Rothschild làm tổng đại lý điện thoại ở châu Âu. Doanh nghiệp đại diện hợp tác dưới trướng gia tộc Rothschild cũng chính là đơn vị đại lý robot thông minh lần trước. Hai bên ký tên rồi đóng dấu của công ty, xem như đã chính thức hợp tác. Buổi đàm phán này suôn sẻ hơn cả mong đợi. Alexander thực sự đã hạ quyết tâm đặt cược vào công ty kiến hành quân, hơn nữa các điều khoản mà công ty kiến hành quân và tập đoàn Antis từng thương lượng cũng vô cùng tốt, điều này đã giúp bọn họ giảm bớt thời gian đàm phán. Hợp tác vui vẻ, Trần Mặt tiên sinh chừng nào mới ra. Alexander bắt tay với Triệu Mẫn, hỏi. Hắn vừa mới dứt lời thì robot thông minh đột nhiên lên tiếng, tổng giám đốc, tiên sinh vừa mới ra khỏi phòng thí nghiệm không bao lâu. Tiên sinh đang đợi các ngươi ở phòng làm việc tiên sinh nói nếu các ngươi đã đàm phán hợp tác xong thì có thể đến tìm hắn nghe người phiên dịch giải thích những gì robot thông minh vừa nói xong alexander quay sang nhìn triệu mẫn thật đúng lúc bây giờ chúng ta cùng qua đó đi triệu mẫn nói được alexander nở nụ cười lịch lãm hắn cùng trợ lý của mình đi theo triệu mẫn ra khỏi phòng học lần này đến đây ngoài việc bàn bạc hợp tác hắn còn muốn gặp mặt chàng thanh niên truyền kỳ có tên trần mặt Hắn nhất định không thể bỏ cơ hội tốt như vậy. Trần Mặc đang ngồi trong văn phòng, mắt nhìn về màn hình máy tính, cẩn thận suy nghĩ về thiết kế của máy chiếu 3 chiều cỡ nhỏ. Ngay khi vấn đề nhòe màu của máy chiếu 3 chiều loại trung bình được khắc phục, mặt nữ cũng đã bắt đầu chế tạo sản phẩm mẫu thứ hai. Nhờ vào công nghệ hình ảnh 3 chiều mà Trần Mặc lấy từ thư viện khoa học kỹ thuật để tham khảo, hắn cũng không gặp quá nhiều vướng mắc mỹ thuật, chỉ khó ở công đoạn thiết kế và cải tiến máy chiếu. Nhưng dù sao đi nữa, Trần Mặc cũng chỉ có thể dựa vào bản thân mà thôi. May mắn là hắn đã có mặt nữ, dựa vào năng lực tính toán của cô cộng với siêu đại não trong đầu nên quá trình thiết kế cũng tương đối suôn sẻ. Hiện tại máy chiếu 3 chiều cỡ trung đã hoàn thành, hắn chỉ cần thiết kế máy chiếu 3 chiều cỡ lớn và máy chiếu 3 chiều cỡ nhỏ nữa thôi. Máy chiếu 3 chiều cỡ lớn có phạm vi chiếu lớn, yêu cầu về chất lượng hình ảnh có độ sắc nét rất cao cao. Còn kích thước của máy chiếu 3 chiều loại nhỏ thì không vượt quá 5 inch, phụ tùng bên trong phải được chế tác vô cùng tinh vi, chỉ cần sai lệch một chút là thất bại, gây ra khó khăn không nhỏ. Thứ mà hắn đang muốn thiết kế hiện giờ chính là máy chiếu 3 chiều cỡ nhỏ. Anh Mạch, tổng giám đốc đã dẫn ngài Alexander lên văn phòng. Khi hắn đang suy nghĩ vấn đề thiết kế thì mặt nữ mở miệng cắt ngang. Lưu lại những bản thiết kế này, nhân tiện chuẩn bị một ít trà trần mặt dặn dò mặt nữ tắt thiết kế của máy chiếu ba chiều cỡ nhỏ sau đó khoác một chiếc áo vét vào rồi ngồi chờ bọn họ đến sau khi triệu mẫn nói người thừa kế của gia tộc rostin muốn gặp mình trần mặt đã cố ý yêu cầu mặt nữ thu thập thông tin của hắn để xem qua trước gia tộc rostin trước đây quả thật là một thế lực tài chính vô cùng hùng mạnh nhưng sau nhiều cuộc chiến tranh và cải cách bọn họ đã lâm vào hoàn cảnh sa sút và không còn giữ được ánh hào quang khi xưa nhưng cho dù sa sút đến đâu Di sản của gia tộc Rothschild cũng là thứ mà những phú hào khác không thể sánh bằng. Bọn họ đã tận dụng nguồn tài nguyên và mạng lưới giao thiệp khổng lồ của mình để tồn tại liên tục mấy trăm năm không suy suyển trong giới tư bản phương Tây. Ngoài ra, ngân hàng Rothschild cũng từng xuất hiện tại Trung Quốc với vai trò cố vấn giao dịch cho các thương vụ thu mua và sáp nhập lớn nhất trong lịch sử trong nước, như là China Unicom sáp nhập Netcom với giá 24 tỷ đô la Mỹ, Gili thu mua Volvo, Nestle dùng 11,9 tỷ đô la Mỹ để giành quyền kinh doanh sản phẩm dinh dưỡng trẻ em của Pfizer, vân vân. Ngoài những phi vụ kể trên, còn rất nhiều hợp đồng sáp nhập và thu mua khác cũng có sự góp mặt của gia tộc Rothschild. Tuy gia tộc Rothschild đã bỏ lỡ thị trường Bắc Mỹ và trở nên suy thoái từ đó, nhưng trong những năm gần đây, bọn họ đã tích cực tham gia vào các khoản đầu tư tại Trung Quốc, tìm cách bắt kịp sự trỗi dậy của thị trường này. Gia tộc Rothschild vốn có tác phong làm việc cẩn trọng và khiêm tốn, nên bọn họ vẫn có thể ngoan cường sống sót như một con gián qua từng đợt khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Có thể nói, người làm việc trong giới tài chính mà không biết gia tộc Rothschild thì giống như học vật lý mà không biết Newton. Trong những năm gần đây, gia tộc Rothschild kiếm tiền từ công việc tư vấn kinh doanh, hơn một nửa lợi nhuận của bọn họ chính là đến từ hoạt động tư vấn kinh doanh trên khắp thế giới. Nhưng khi Alexander lên nắm quyền, hắn đã hăng hái hợp tác cùng công ty kiến hành quân, tổng chừng đây là cú chuyển mình của cả gia tộc Rothschild. Trần mặt xem qua ảnh chụp của Alexander, người mới ngoài 30 đã tự mình điều hành một ngân hàng đầu tư thuộc top 20 trên thế giới. Trần mặt phải thừa nhận, hành động của vị Alexander này rất táo bạo, khi hắn dám hợp tác với công ty kiến hành quân trong vòng vây phong tỏa của những gã khổng lồ tại châu Âu. Tuy nhiên, nếu như Alexander không có năng lực, thì gia tộc Rothschild cũng không thể để hắn tầm trịch vị trí quan trọng như vậy trong lúc trần mặt còn đang miên man suy nghĩ triệu mẫn dẫn alexander và những người khác đi đến trước cửa văn phòng của hắn khi alexander nhìn thấy trần mặt trong ánh mắt của hắn lóe lên một tia không thể tưởng tượng nổi tuy đã tìm hiểu trần mặt thông qua các video và ảnh chụp nhưng khi nhìn thấy người thật alexander thấy đối phương còn trẻ trung và đẹp trai hơn rất nhiều đây chính là thanh niên thần kỳ người đã xây dựng và phát triển công ty kiến hành quân chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi nếu hỏi rằng ai là nhà khoa học xuất sắc nhất thế kỷ 21, chắc chắn sẽ có người chọn trần mặt. Robot thông minh, trí tuệ nhân tạo, ngôn ngữ máy tính, vật liệu mới từ tinh thể carbon, máy đo địa chấn, vân vân. Chàng thanh niên trần mặt này đã khai phá hầu hết các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, quả thật xứng danh đại thần đỉnh cấp của thế giới. Hơn nữa, Alexander cũng rất tán thưởng tác phong làm việc của trần mặt, tuy còn trẻ nhưng không khoa trương, giống như hắn vậy ngưỡng mộ đại danh của ngươi đã lâu trần alexander mở lời bằng thứ tiếng trung sức sẹo có lẽ hắn vừa mới học được một khoảng thời gian alexander bắt tay với trần mặc cùng nụ cười trên môi hai người giống như những người bạn cũ nhiều năm không gặp khách khí rồi ngài alexander mời vào trong ngồi trần mặc duỗi tay ra chỉ đường dẫn alexander vào văn phòng ngài alexander ta có việc phải đi trước chúng ta có gì sẽ liên lạc sau sau khi bước vào văn phòng triệu mẫn liền mở miệng chủ tịch các ngươi trò chuyện ta đi xử lý những sự vụ khác của công ty tiểu ngư ngươi lo liệu những chuyện còn lại nhé triệu mẫn chào tạm biệt rồi quay người rời đi cô còn rất nhiều việc để giải quyết chuyện tiếp đón alexander thì chỉ cần một mình trần mặt là đủ rồi cô không cần phải lãng phí thời gian ở đây trần triệu tiểu thư vừa thông minh vừa tài năng ngươi thật sự rất có mắt nhìn người có thể tìm thấy cô ấy cho vị trí tổng giám đốc của công ty kiến hành quân. Khi Triệu Mẫn vừa rời đi, Alexander dẫn đầu tìm chủ đề. Cô ấy quả thực rất có năng lực. Trần Mặt cười. Nếu như ai có thể cưới được Triệu Tiểu Thư, người đó chắc chắn có thể ngồi chơi sơi nước cả đời. Ta nói như vậy có đúng không, Trần? Alexander nửa đùa nửa thật. Cơ mặt của Trần Mặt khẽ giật, hắn khẽ liếc nhìn sang bên cạnh, lập tức bắt gặp ánh mắt cười như không cười của Tiểu Ngư. Nếu Alexander biết cô gái ngồi bên cạnh chính là bà xã đại nhân của hắn, Trần Mặt muốn xem thử đối phương còn dám nói như vậy không? Ngồi chơi sơi nước cũng được, nhưng đáng tiếc ta có vị hôn thê rồi. Trần Mặt cười cực. Nghe thấy Trần Mặt nói mình đã có vị hôn thê, Alexander vô cùng ngạc nhiên, vị hôn thê của Trần Tiên sinh hẳn là rất xinh đẹp và xuất sắc đúng không? Đúng vậy. Trần Mặt gật đầu. Trong lòng ta, cô ấy là người đẹp nhất. Nghe được câu trả lời của Trần Mặc, khóe miệng Tiểu Ngư cong lên một chút, trong lòng vui như nở hoa. Cho dù biết Trần Mặc cố ý nói cho mình nghe, nhưng cô vẫn vô cùng hưởng thụ những lời mật ngọt này. Chừng nào ngươi làm đám cưới thì nhớ mời ta. Nhưng nếu không mời thì ta cũng sẽ tự mình chạy đến. Alexander cười. Nhất định sẽ mời ngươi. Trần, con robot thông minh này của ngươi là người máy phiên bản mới nhất sao? Alexander chuyển chủ đề sang con robot thông minh đang làm phiên dịch cho Trần Mặc, mẫu mã của nó không giống với những con robot mà bọn họ đang phân phối ra thị trường. Có thể xem là vậy. Trần Mặc khẽ gật đầu. Có thêm tính năng mới nào không? Alexander hỏi. Không có, ta chỉ tối ưu hóa một số bộ phận và dữ liệu của nó mà thôi. Con robot thông minh này đã được tùy chỉnh để có thể phụ giúp một số công việc nghiên cứu ngươi có thể xem nó như là robot trợ lý của ta. Trần Mạch nói, con chip bên trong hệ thống điều khiển của robot yêu cơ 2.0 này được làm từ vật liệu siêu dẫn, nên tốc độ tính toán được cải thiện rất nhiều. Nhưng chính vì sự tồn tại đặc biệt của vật liệu siêu dẫn nhiệt độ phòng, nên dòng robot đời mới này không thể xuất hiện trên thị trường trong thời gian ngắn. Nghe trợ lý phiên dịch xong, Alexander hiểu ra rồi tiếp tục hỏi khi nào dòng robot thông minh này mới được phân phối ra thị trường tạm thời không thể sản xuất hàng loạt trần mạch nói tạo hình của con robot đời mới này đẹp hơn nhiều so với loại ban đầu alexander liếc mắt nhìn nhiều thêm hai lần đương nhiên hắn không thể biết con chip bên trong được làm từ vật liệu siêu dẫn hắn thu hồi ánh mắt mở miệng lần nữa lần này ta tới đây vì có một chuyện muốn nói ngươi nói trần mạch nói chuyện thứ nhất là về vấn đề đầu tư trần Ngươi có hứng thú đầu tư vào ngành viễn thông không? Alexander cho biết, chúng ta hiện đang nắm giữ một công ty viễn thông. Nếu ngươi cũng muốn tiến vào lĩnh vực này, chúng ta có thể cùng nhau đầu tư và phát triển công ty. Đầu tư công ty viễn thông. Trần Mặc nghĩ một lát, đối với mấy chuyện đầu tư thì ngươi có thể hỏi Triệu Mẫn, nếu như cô ấy đồng ý thì công ty sẽ xuống tiền. Hắn vốn không quan tâm lĩnh vực viễn thông nên cũng không nắm rõ tình hình trong ngành. Hơn nữa Mọi sự vụ của công ty, bao gồm cả hoạt động đầu tư đều do Triệu Mẫn phụ trách, hắn cũng không có hứng thú đi tìm hiểu quản lý những chuyện này. Có thể nói, Triệu Mẫn hoàn toàn nắm quyền quyết định, hắn chỉ phụ trách ký hợp đồng. Tuy nhiên, nếu Trần Mặc cảm thấy những khoản đầu tư này thật sự không ổn, hắn cũng có thể lên tiếng phủ quyết. Vậy ta sẽ nói chuyện này với Triệu Tiểu Thư sau. Alexander nở nụ cười, Trần Mặc không trực tiếp từ chối nghĩa là vẫn có cơ hội, Trần, chừng nào ngươi đến châu Âu chơi thì nhớ liên lạc với ta. Đến lúc đó, ta sẽ làm hướng dẫn viên cho các ngươi. Phương thức kinh doanh của gia tộc Rothschild là tìm kiếm quý nhân rồi thiết lập mối quan hệ cá nhân vững chắc. Alexander đến đây còn vì một mục đích khác, chính là kết thân với Trần Mặt. Đương nhiên, Trần Mặt tuy nói thế chứ hắn tạm thời chưa có ý định du lịch nước ngoài. Hắn đã từng bị sát thủ nước ngoài tập kích khi còn ở trong nước, nên không ai có thể đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn xuất ngoại thế giới bên ngoài không thể so với trung quốc đó là địa phận do giới tư bản khống chế nếu đối phương dốc lòng muốn đối phó với hắn vậy thì lúc đó sẽ rất phiền phức alexander và trần mặc tiếp tục nói về những chuyện nhỏ nhặt hàng ngày như những người bạn bình thường vì muốn mối quan hệ giữa đôi bên trở nên thân thiết hơn alexander còn dạy cho trần mặc một chút kỹ năng đầu tư sau khi đôi bên trò chuyện xong liền trực tiếp ra ngoài dùng bữa vì alexander đã đích thân đến đây làm khách trần mặc cũng không thể lơ là đối phương mở rộng các mối quan hệ là một điều vô cùng cần thiết huống chi là khách đến từ gia tộc rostin lâu đời dù trần mặc không quá thích thú các bữa tiệc tối xã giao nhưng hắn cũng không thể bỏ qua dịp này bữa cơm tối kéo dài đến tận tới đêm khuya mới kết thúc trần mặc trở về biệt thự cùng tiểu ngư còn alexander cũng đi đến khách sạn năm sao đã được đặt trước đó alexander ngồi trên ghế sofa trong đầu suy nghĩ về lần tiếp xúc tiếp theo với Triệu Mẫn. Để hợp tác với công ty Kiến Hành Quân, gia tộc Rostin đã mua cổ phần của một nhà điều hành viễn thông ở một quốc gia nhỏ tại châu Âu vì hai lý do. Thứ nhất là để hợp tác kinh doanh lĩnh vực điện thoại di động với công ty Kiến Hành Quân, thứ hai là kêu gọi bọn họ bỏ vốn đầu tư để mở rộng quy mô công ty. Hắn đã đề cập với Trần Mặc về chuyện này, nhưng Trần Mặc không đồng ý cũng chẳng từ chối, thậm chí còn đề nghị hắn nói chuyện với Triệu Mẫn. Một khi Triệu Mẫn gật đầu đồng ý, dựa vào nguồn tài chính dồi dào của công ty kiến hành quân và mạng lưới giao thiệp rộng rãi của gia tộc Rothschild, thì đây được xem như là kẻ mạnh liên thủ. Bọn họ nhất định sẽ có cơ hội trỗi dậy thêm lần nữa, mối quan hệ hợp tác với công ty kiến hành quân cũng càng thêm sâu đậm. Khi Alexander đang suy nghĩ miên man, điện thoại của hắn đột nhiên reo vang. Alexander liếc nhìn dãy số đang hiện trên màn hình, ngay khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi ta sẽ cố gắng nhanh chóng trở về. Alexander cúp máy rồi cao mày dựa vào sofa, biểu cảm không nhìn ra vui buồn. Thật lâu sau đó, hắn mới nhấc máy gọi một cuộc điện thoại khác. Khi vừa về tới nhà, tiểu ngư liền đi đến trước mặt trần mặt rồi giúp hắn tháo cà vạt, động tác dịu dàng tự nhiên, tựa như đây chính là thói quen hàng ngày của cô. Cũng giống như trần mặt thường xuyên sấy tóc cho tiểu ngư, khi cả hai đều làm chút chuyện nhỏ nhặt gì đó cho nhau, điều đó có thể khiến cho cuộc sống sinh hoạt có thêm một chút gia vị vui vẻ. Sau khi tắm xong, hai người tiếp tục ngồi trên ghế sofa trong phòng khách cùng nhau. Tiểu Ngư dựa vào lòng Trần Mặc, vừa cầm một đĩa trái cây vừa xem TV. Mà Trần Mặc cũng đang cầm một cái máy tính bảng, trong đầu đang suy nghĩ về việc thiết kế máy chiếu ba chiều cỡ nhỏ. Ông xã, biệt thự ở Bãi Lư Hương đã xây xong rồi, bây giờ đã đến giai đoạn trang trí nội thất nếu ngươi muốn chỉnh sửa phong cách thiết kế thì ta sẽ trao đổi với bên thi công tiểu ngư đột nhiên mở miệng bản vẽ thiết kế biệt thự là do trần mặt bảo mặt nữ thực hiện theo phong cách mà hắn thích sau khi thực hiện xong công việc thiết kế bản vẽ và tính toán khả năng chịu lực của ngôi nhà hắn đã giao cho bên thi công ngay tức khắc còn toàn bộ quá trình sau đó đều do tiểu ngư giám sát trần mặt cũng không hỏi đến bao giờ bên thi công là đơn vị đã đảm nhận việc xây dựng trụ sở của công ty kiến hành quân trần mặt không ngờ bọn họ lại đến giai đoạn trang trí nhanh như vậy bản thiết kế này là do mặt nữ thực hiện dựa theo sở thích của ta cho nên ta chắc chắn sẽ thích rồi ta nên hỏi ngươi chọn phong cách trang trí như thế nào mới đúng nếu ngươi muốn chỉnh sửa cái gì thì cứ nói với bên thi công ta chỉ cần ngươi thích là được trần mặt nói không cần sửa đâu thứ ngươi thích cũng chính là thứ ta thích tiểu ngư lấy một miếng táo bỏ vào miệng trần mặt vậy thì không cần sửa nữa trần mặt nói phong cách thiết kế của biệt thự tràn ngập hơi thở của tương lai hòa lẫn cảm giác khoa học kỹ thuật và chủ đề đại dương tiểu ngư vốn sinh ra ở vùng biển cả cho nên cô nhất định sẽ thích căn biệt thự này sao ngươi lại nghĩ đến việc xây một biệt thự lớn như vậy tiểu ngư hỏi tiền nhiều không có chỗ xài câu trả lời này khiến tiểu ngư không biết nên dùng lý lẽ kiểu gì để trào phúng hắn còn có căn biệt thự này chính là ngôi nhà tân hôn của chúng ta nghe trần mặt nhắc đến hôn lễ tiểu ngư bỗng trở nên ngẩn ngơ cô lặng lẽ ngẩng đầu nhìn trần mặt trong đầu dường như đang tưởng tượng đến điều gì đó cô đột nhiên bật cười thành tiếng cái bộ dạng không có tiền đồ kia của ngươi có phải là đang tưởng tượng đến dáng vẻ bản thân đang mặc váy cưới đúng không trần mặt nhìn nụ cười ngốc nghếch của tiểu ngư hắn cũng nhịn không được cười phá lên không có nha tiểu ngư đỏ mặt e thẹn phủ nhận Lúc ngươi nói dối hay thẹn thùng thì hai má sẽ đỏ bừng, ngươi cũng không biết cách nói dối vì không đủ tự tin. Xấu xa, ta không để ý đến ngươi nữa. Tâm tư nhỏ của tiểu ngư bị trần mặt vạch trần, cô hừ nhẹ một tiếng, giả bộ tức giận. Sau này ta sẽ tự mình thiết kế cho ngươi một bộ váy cưới. Trần mặt nói. Thật sao? Trong giọng nói của tiểu ngư mang theo sự ngạc nhiên xen chút vui vẻ, đôi mắt lấp lánh ngôi sao nhỏ, Lời giận dỗi vừa nãy cũng bị ném ra khỏi chính tầng mây. Cô cũng không hỏi Trần Mặc có biết thiết kế hay không, vì trong mắt cô, Trần Mặc cái gì cũng biết làm, hơn nữa hắn còn có mặt nữ giúp đỡ. Lúc nãy không phải còn mắng ta xấu xa, không để ý đến ta sao? Ta có nói hả? Ta không có. Tiểu Ngư nheo đôi mắt, mặt tràn đầy chờ mong, "Mau nói, lời nói ban nãy có thật hay không?" "Đương nhiên là thật rồi." ta đã hứa rằng sẽ biến ngươi trở thành cô dâu xinh đẹp nhất đây không phải là nói cho có thưởng cho ngươi một quả dâu tây mà ta thích ăn nhất ngày hôm sau triệu mẫn vừa mới đến công ty thì trực tiếp thông báo cho trần mặt alexander đã trực tiếp đặt vé trở về châu âu ngay đêm qua chuyện này nằm ngoài dự đoán của trần mặt tối qua bọn họ mới ăn tối cùng nhau ở khách sạn dự định hôm nay sẽ bàn bạc về hoạt động kinh doanh của công ty viễn thông tại châu âu Trần Mặc không ngờ Alexander lại bỏ đi nhanh như vậy. Có chuyện gì xảy ra? Trần Mặc hỏi Triệu Mẫn. Tối qua hắn có liên lạc với ta để nói về chuyện gia nhập thị trường Viễn Thông, nhưng mà ta đã nói lời từ chối rồi. Triệu Mẫn nói. Có khi nào hắn bị ngươi từ chối nên mới không từ mà biệt không? Đương nhiên không thể, ta vừa thức dậy thì nhận được tin tức này vào sáng sớm hôm nay. Triệu Mẫn sắp xếp lại các sự kiện trong đầu. Sau đó cô ấn mở trang tin tức trên điện thoại rồi đưa cho Trần Mạch Đêm qua, một quản lý cấp cao của ngân hàng Rothschild đã tự sát. Nhưng đó chỉ là thông tin được công bố trên mặt báo, còn cụ thể như thế nào thì ta không rõ. Ngươi xem, toàn bộ nội dung kế hoạch đầu tư của ngân hàng Rothschild do vị quản lý cấp cao này nắm giữ đã bị rò rỉ, trong đó bao gồm cả kế hoạch hợp tác với công ty chúng ta. Đối với một tổ chức đầu tư như ngân hàng Rothschild mà nói, Kế hoạch đầu tư chính là gốc rễ của mọi thứ, giống như gốc rễ của công ty chúng ta chính là các kỹ thuật độc quyền trong tay ngươi vậy, những thứ này đều được tính là bí mật thương mại. Nghiệp vụ chính của gia tộc Rothschild vẫn là đầu tư và tư vấn kinh doanh, sự cố lần này chẳng khác nào đang dán một đòn chí mạng vào sự tín nhiệm của các nhà đầu tư và khách hàng đối với ngân hàng Rothschild. Có thể nói, sự cố này đã tạo ra một cuộc khủng hoảng niềm tin cho các nhà đầu tư. Bọn họ đang rất không hài lòng với ngân hàng Rothschild Nhất là các doanh nghiệp xuất hiện trong bản kế hoạch bị rò rỉ Alexander trẻ như vậy mà đã được nhậm chức chủ tịch hội đồng quản trị Chắc hẳn nội bộ gia tộc Rothschild có người không phục tuổi tác của hắn nên mới bày ra trò này Có vẻ tình hình phức tạp hơn chúng ta tưởng Trần Mặt nói Thực sự rất phức tạp Dù sao đi nữa, thương trường giống như chiến trường Mấy chuyện ngươi lừa ta gạt là điều hết sức bình thường Bên cạnh đó, thông tin chính là nền tảng của cuộc chiến Biết người biết ta trăm trận trăm thắng, sự cố rò rỉ bí mật thương mại của ngân hàng Rothschild tương đương với việc đánh mất bản đồ bày binh bố trận. Tiếp theo đây, bọn họ rất có thể sẽ bị đối thủ cạnh tranh đào hố đánh lén. Triệu Mẫn ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói. Hơn nữa, theo như người trong ngành đồn đại, có một tập đoàn tài chính đang chuẩn bị đối phó với gia tộc Rothschild. Có lẽ sau sự cố rò rỉ thông tin này, một số vấn đề khác sẽ lần lượt xuất hiện đây coi như là một loại điềm báo xui xẻo đối với gia tộc Rothschild. Sẽ không? Triệu Mẫn khẽ lắc đầu, sau đó đưa một tập tài liệu đến trước mặt Trần Mặt. Ta đã thông qua một vài con đường để lấy được bản kế hoạch bị rò rỉ của ngân hàng Rothschild, chính là tập tài liệu này đây. Công ty của chúng ta xuất hiện ở hạng mục hợp tác kinh doanh điện thoại di động, ngoài ra còn có dự án đầu tư vào thị trường viễn thông của bọn họ. Tuy nhiên, ta đã từ chối Alexander về lời mời thu mua cổ phần công ty viễn thông của hắn rồi. Còn nếu kế hoạch tiến vào thị trường điện thoại di động tại châu Âu gặp trục trặc thì coi như chúng ta thất bại thêm một lần nữa thôi, chứ các quyết sách nội bộ cũng không bị ảnh hưởng gì, cho nên không thể tính là thiệt hại. Chúng ta vốn không dính líu đến chuyện này, chỉ cần ăn dưa hóng chuyện là được rồi. Sau khi nói chuyện với Triệu Mẫn, Trần Mặc tiếp tục đi đến phòng thí nghiệm của mình. Đúng như Triệu Mẫn đã phân tích sự cố của gia tộc rostin không phải là chuyện mà bọn họ nên nhúng tay vào nhưng cho dù muốn nhúng tay thì cũng không được vì nếu cứ tùy tiện tham gia vào vòng xoáy quan hệ lợi ích phức tạp đó thì sẽ chỉ mang lại rắc rối mà thôi thông tin về vụ tự sát của giám đốc điều hành ngân hàng rostin và kế hoạch đầu tư bị rò rỉ ra bên ngoài tiếp tục gây xôn xao trên các trang mạng xã hội và nhiều phương tiện truyền thông khác thương trường là một cuộc chơi tin tức nếu đối thủ biết thông tin của ngươi nhưng ngươi không thể nắm thóc ngược lại, thì kết quả cuối cùng sẽ là thất bại thảm hại. Đối với một tổ chức đầu tư như ngân hàng Rothschild, việc bị rò rỉ kế hoạch đầu tư là một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, tựa như chính mình đang bị phơi bày trần trụi trước mắt đối thủ. Cũng từ vụ việc lần này, uy tín trong ngành của ngân hàng Rothschild cũng đã bị tổn hại nghiêm trọng. Sự cố rò rỉ kế hoạch đầu tư cũng gây ảnh hưởng rất nhiều đến các công ty có mặt trong phần nội dung, giá trị thị trường của bọn họ bị biến đổi liên tục, đôi khi sụt giảm rất nghiêm trọng, có lúc lại tăng lên nhanh chóng. Suy cho cùng, những công ty này đã lọt vào mắt xanh của gia tộc Rothschild, chứng tỏ tiềm lực của bọn họ chắc chắn không tồi, các nhà đầu tư cá nhân đương nhiên sẽ tìm cách gia nhập cùng họ. Công ty kiến hành quân vốn là doanh nghiệp tư nhân, vẫn chưa niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, cho nên không bị ảnh hưởng quá nhiều. Tuy nhiên, một số công ty khác thì đã tuyên bố công khai rằng họ sẽ ngưng hợp tác với ngân hàng Rostin và chuyển hoạt động kinh doanh sang một ngân hàng đầu tư khác. Nhưng đối với người ngoài cuộc mà nói, màn kịch hay này vô cùng mãn nhãn. Gia tộc truyền thừa hơn 200 năm này vẫn luôn là điều thần bí với toàn thế giới, nhưng sự kiện lần này lại khiến bọn họ bị phơi bày trần trụi trước công chúng, dù có muốn tiếp tục ẩn mình thì cũng không được. Vừa là sự cố rò rỉ kế hoạch đầu tư, lại thêm vụ án tự sát đầy nghi vấn diễn biến y hệt như trong phim truyền hình điệp viên. Câu chuyện đặc sắc như vậy đã làm nhiều người nghi ngờ chuyện này vẫn còn ẩn giấu nhiều tình tiết chấn động hơn nữa. Từ trước đến nay, các sự kiện liên quan đến công ty Kiến Hành Quân vẫn luôn là chủ đề nóng. Sự cố lần này đã vô tình tiết lộ hạng mục hợp tác giữa gia tộc Rostov và bọn họ, cho nên công ty Kiến Hành Quân cũng nhanh chóng chiếm trọn trang đầu của các phương tiện truyền thông trong nước. Đối với mấy tin đồn trên mạng, bộ phận quan hệ công chúng chỉ đưa ra một tuyên bố không đau không ngứa, chứ không đưa ra bất cứ bình luận nào về những sự việc khác. Nhân vật chính của vụ việc lần này chính là gia tộc Rothschild, công ty kiến hành quân chỉ đóng vai phụ, vậy nên bọn họ cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều và vẫn có thể tiếp tục hoạt động như bình thường. Bọn họ đã từng trải qua nhiều cuộc bạo lực mạng còn dữ dội hơn như vậy rất nhiều, chút chuyện này chỉ là vài giọt mưa bay thôi. Trần Mặc hiện đang lên thiết kế cho máy chiếu ba chiều cỡ nhỏ trong văn phòng của mình. Máy chiếu 3 chiều cỡ trung còn đang được nâng cấp, sản phẩm mẫu vẫn chưa được xuất xưởng, nên hắn mới tranh thủ thiết kế máy chiếu 3 chiều cỡ nhỏ trước. Anh Mặc, Lý Tiên Sinh đã đưa đám người Vương Hải trở về rồi. Mặt nữ đột nhiên nói. Ồ! Trần Mặt dừng động tác trong tay lại. Đã nửa tháng trôi qua kể từ khi Lý Thành Chi mang đám người Vương Hải đi đến thủ đô, cuối cùng hôm nay cũng đã về. Đưa bọn họ thẳng tới đây. Robot yêu cơ 2.0 cũng không mất nhiều thời gian để đưa đám người Lý Thành Chi tới văn phòng của Trần Mặt. Đi cùng với bọn họ còn có thêm Dư Ca, La Dũng. Tất cả đều có mặt đông đủ. Chào Chủ tịch. Đám người Vương Hải nhìn thấy Trần Mặt, bọn họ chợt không người chào hắn. Không cần khách khí như vậy. Trần Mặt nhìn bốn người bọn họ, các ngươi cảm thấy thế nào? Hiện tại cảm thấy rất tốt. Vương Hải nói trước tiên, ba người còn lại cũng gật đầu theo hắn. Cho đến hiện tại, bọn họ vẫn còn hơi sợ hãi loại thuốc phát triển tiềm năng của Trần Mặc. Lúc đầu bọn họ cảm thấy tác dụng của thuốc khá mơ hồ, nhưng sau khi sử dụng thuốc, bọn họ mới nhận ra sự khủng bố của nó. Trạng thái hiện tại của bọn họ còn mạnh mẽ hơn so với thời kỳ đỉnh cao trước khi xuất ngủ nữa. Vậy thì tốt. Trần Mặc gật đầu, nhìn về phía Lý Thành Chi, các ngươi đi xuống trước đi, ta có chuyện muốn nói với giáo quan Lý bốn người biết rõ có một số việc không thích hợp để mình nghe, cho nên đều biết điều xoay người rời đi. Khi những người khác đã rời đi, Lý Thành Chi đã tự mình ngồi xuống ghế sofa, sắc mặt nghiêm trọng, cuộc thí nghiệm thuốc rất thành công. Tuy nhiên kết quả đã cho thấy, ngoài khả năng phát triển tiềm lực, thuốc còn có thể giúp cơ thể tăng khả năng miễn dịch và sinh lực. Điều quan trọng nhất là, nhìn thấy dáng vẻ trầm trọng của Lý Thành Chi, Trần Mặt cũng nghiêm túc theo. Đây là phát minh của hắn, mà dáng vẻ của lý thành chi giống như đang có chuyện gì đó đáng sợ lắm nó có thể kéo dài tuổi thọ còn có chuyện như vậy nữa sao trần mặt vô cùng ngạc nhiên chuyện này quả thật ngoài dự đoán của hắn phần mô tả kỹ thuật trong cuốn sách màu đỏ cũng không nhắc đến tác dụng gia tăng tuổi thọ của công nghệ phát triển tiềm năng cơ thể con người của trình độ thấp vào mấy ngày trước chúng ta đã thực hiện thí nghiệm thuốc trên một vị thủ trưởng đã cạn dầu đèn Lý Thành Chi thận trọng kể lại với âm lượng rất nhỏ. Vị thủ trưởng già kia bị lưu lại bệnh khó nói khi tham gia chiến tranh chống Nhật lúc còn trẻ, ông ta đã phải nằm liệt giường từ năm ngoái. Mấy ngày trước đó, bác sĩ đã chẩn đoán rằng rằng ông ấy sẽ chỉ còn nhiều nhất một tuần nữa thôi. Đến sau cùng, con trai và bản thân ông ta đã đồng ý trở thành đối tượng thí nghiệm. Sau khi sử dụng thuốc, ông ta đã có thể xuống giường và đi lại như bình thường, tình trạng cơ thể hiện tại ổn định hơn trước. Bác sĩ đã kiểm tra sức khỏe và báo rằng ông ta có thể sống lâu thêm một khoảng thời gian nữa, nhưng sống được bao lâu thì đến lúc đó mới biết được. Có điều ngũ băng đã nói rằng, nếu dựa theo bệnh án ban đầu và không có bất ngờ gì xảy ra, thì ông ấy sẽ sống được nhiều nhất là 2 năm nữa thôi. Cũng không tệ lắm. Trần mặt gật đầu. Vì loại thuốc này chỉ có tác dụng một lần duy nhất, nên nó chỉ có thể gia tăng tuổi thọ thêm 1-2 năm, chứ không trái lẽ thường đến hàng chục năm hay mấy trăm năm. Nhưng dù sao thì đây cũng được coi là một niềm vui ngoài ý muốn. Nếu không thì loại thuốc này quá nghịch thiên rồi. Tuy nhiên, Trần Mặc biết thư viện khoa học kỹ thuật có các loại công nghệ có thể giúp gia tăng tuổi thọ cho con người, chỉ là bây giờ cấp thẩm quyền hiện giờ của hắn vẫn chưa đủ để lấy chúng. Không tệ. Thế giới đã đầu tư rất nhiều tiền của và tài nguyên mới có thể kéo dài tuổi thọ bình quân cho con người như hiện tại, còn phát minh của ngươi lại bao gồm rất nhiều tác dụng kinh thiên động địa trong một lọ thuốc vậy mà ngươi chỉ nói rằng nó không tệ thôi sao ngươi có biết những người biết điều này đều đã bị hạ lệnh cấm khẩu rồi không vậy sao ngươi còn nói cho ta lý thành chi cứng họng ngươi là người phát minh ra loại thuốc này cho nên ngươi có quyền được biết kết quả của các cuộc thí nghiệm lỡ như các nghiên cứu sau này cần đến hỗ trợ của ngươi mà lúc đó chúng ta mới nói cho ngươi biết như vậy thì không tốt lắm ta nói trước ta không có nhiều thời gian để hỗ trợ nghiên cứu đâu lần trước tới thủ đô để giải thích kỹ thuật cho các ngươi là đã đủ lắm rồi hiện tại ta còn có rất nhiều đề tài nghiên cứu không thể gánh thêm trách nhiệm này được nữa các ngươi có nhiều chuyên gia như vậy mà vẫn đòi hỏi sự giúp đỡ từ ta điều này khiến ta không còn gì để nói trần mạch thẳng thắn từ chối hắn cần phải nói trước để lý thành chi tìm biện pháp phòng hờ tránh cho đối phương gặp việc gì cũng tìm đến mình vì như vậy thì sao hắn còn thời gian để nghiên cứu các hạng mục còn lại của thư viện khoa học kỹ thuật ngươi đừng có gấp ta chỉ nói lỡ như thôi mà chúng ta cũng không bắt buộc ngươi phải hỗ trợ nhiều nhất thì cũng chỉ cần ngươi trả lời mấy câu hỏi thôi lý thành chi dường như đã đoán trước phản ứng của trần mặc nên hắn cũng không để trong lòng còn một chuyện nữa cấp trên nhận thấy hoàn cảnh và thân phận của ngươi rất đặc biệt mà đám người vương hải cũng từng là lính đặc chủng cho nên bọn họ đã cho đám người vương hải một đại ngộ đặc thù để có thể bảo vệ ngươi tốt hơn nữa. Lý Thành Chi làm động tác bắn súng, không cần nói cũng biết đáp án. vậy thì tốt. Trần Mặc cười toe toét, nếu được thì ngươi hãy để đám người dư ca ở lại đây luôn đi. trong khoảng thời gian vừa rồi, ta thực sự yêu thích bọn họ. những người này đều là những tinh anh trong các tinh anh, có thêm được người nào thì tốt chừng đó. Trần Mặc cũng không có ngại nhiều bọn họ thì không được lý thành chi lắc đầu tình huống của đám người dư ca có chút đặc biệt bọn họ là nhóm siêu chiến binh đầu tiên hơn nữa vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm bọn họ cần phải quay trở về để thực hiện huấn luyện và làm nhiệm vụ chúng ta cũng muốn khám phá thêm các tiềm năng khác của nhóm siêu chiến binh này nếu bọn họ có nguyện vọng muốn xuất ngũ thì ta sẽ giới thiệu qua đây bằng không thì vẫn đang có một tương lai tươi sáng trong ngành quân đội đang đón chờ bọn họ được đó trần mặt bất đắc dĩ trần mặt gặp mặt mấy người dư ca một lần sau đó đi tiễn lý thành chi cùng bọn họ đến tận cửa mấy người vương hải cũng được trần mặt gọi vào văn phòng giáo quan lý đều đã nói chuyện của các ngươi cho ta biết rồi kể từ hôm nay tiền lương của các ngươi sẽ tăng thêm một nửa công việc vẫn giống như lúc trước nhân tiện các ngươi hãy tìm thêm vài hạt giống tốt trong đội bảo vệ của công ty để bồi dưỡng trần mặt nói hắn gặp chuyện nguy hiểm không phải một hai lần, lần đầu tiên còn xém chút mất mạng, cho nên hắn vẫn luôn chú ý đến vấn đề an toàn của bản thân. Chúng ta đã hiểu. Đám người Vương Hải nghiêm túc gật đầu. Bọn họ đều biết Trần Mặt tin tưởng chính mình, cho nên hắn mới để bọn họ tiếp xúc với loại thuốc phát triển tiềm lực này. Hơn nữa, nếu không làm việc cho Trần Mặt, bọn hắn chỉ có thể về nhà, vội vàng kết hôn rồi sinh con, sau đó lo toan cho gia đình như những người bình thường. Tiền đồ bây giờ của bọn họ đều là do Trần Mặt cho, cách tốt nhất để bọn họ trả ơn là phải bảo vệ an toàn cho Trần Mặt và người thân của hắn thật tốt. Sau khi trò chuyện với mấy người Vương Hải một chút, Trần Mặt tiếp tục quay về với công việc nghiên cứu của mình. Nhưng không lâu sau đó, mặt nữ chợt thông báo cuộc gọi video của Alexander. Hiện tại gia tộc Rothschild đang lâm vào khủng hoảng, vậy mà Alexander vẫn gọi điện thoại cho hắn vào lúc này, sự việc có chút thú vị rồi đây lẽ nào alexander đang muốn nhờ hắn giúp đỡ vượt qua ải khó sao hay là vẫn còn những chuyện gì khác trần mặc suy đi nghĩ lại sau cùng vẫn lựa chọn bắt máy trần xin chào trần mặc vừa cho nối máy alexander bên trong video đã mỉm cười chào hỏi với hắn xin chào alexander tiên sinh trần mặc ra lệnh robot trợ lý đến để phiên dịch cho hắn lúc cần không làm phiền đến ngươi chứ không có vậy thì tốt lần trước ta ra đi không lời từ biệt như vậy thật quá có lỗi bên phía ta đang gặp phải một chút phiền phức nhỏ chắc ngươi cũng đã nghe nói qua rồi nhưng không sao ta sẽ giải quyết ổn thỏa những chuyện đó sớm thôi đến lúc đó thì ta lại đến thăm hỏi ngươi luôn luôn hoan nghênh trần mặc cười nói ta đã gửi tặng ngươi một món quà nhỏ ngươi đã nhận được chưa alexander nghe xong lời phiên dịch của trợ lý thì tiếp tục nói món quà nhỏ không có. Trần mắt lắc đầu, hắn vẫn chưa nhận được bất kỳ thứ gì từ Alexander. Vậy chắc món quà đó vẫn chưa đến tay ngươi. Lúc nãy ta đã liên lạc với tổng giám đốc Triệu, cô ấy nói nhận được rồi, chắc là sẽ đưa tới cho ngươi sớm thôi. Alexander nói, đó là mấy món đặc sản ở quê ta, hy vọng ngươi sẽ thích. Câu nói này được Alexander nói bằng tiếng Trung, tuy phát âm của hắn không quá chuẩn, nhưng Trần Mặc vẫn có thể nghe hiểu rõ ràng đặc sản trần mặc nghi hoặc hắn thật sự không biết đặc sản của alexander là gì đúng vậy alexander nói không bao lâu nữa thì ta sẽ lại đến thăm hỏi ngươi chúng ta có thể tiếp tục giao lưu trò chuyện trần đến lúc đó lại phải làm phiền đến ngươi rồi ngươi cứ tự nhiên trần mặc cười nói sau khi ngắt điện thoại của alexander trần mặc bèn suy nghĩ đến món đặc sản mà alexander đã nói rốt cuộc là thứ gì khi Trần Mặc vẫn chưa kịp nghĩ thông, thì Triệu Mẫn đã đi vào phòng làm việc của hắn, sau lưng cô ấy còn có Vương Hải đang ôm một cái trương rất tinh xảo. Vương Hải đặt cái trương kia xuống rồi xoay người rời đi. "Đây là lễ vật do Alexander nhờ người gửi đến cho chúng ta." Triệu Mẫn nói. "Đây chính là món đặc sản mà hắn ta đã nói sao?" Trần Mặc quan sát chiếc trương tinh xảo kia một lúc, bên trên có khắc logo của gia tộc Rostov. "Đặc sản?" mới vừa ngắt điện thoại của hắn xong là ngươi đến alexander nói với ta rằng hắn có gửi đến một ít đặc sản quê nhà trần mặc nhại giọng theo khẩu âm của alexander triệu mẫn bật cười thanh khách hắn ta nói không sai quả thực là đặc sản của nhà hắn là thứ gì trần mặc hiếu kỳ hỏi một đồ vật có giá trị để làm màu trụ chơ tây la phai cổ trụ la phai là đặc sản nhà hắn ta sao đúng rồi ha Ta à, quên mất sản nghiệp nhà hắn còn bao gồm một điền trang rượu vang, món đặc sản này quả thật rất hoàn tráng. Trần mặt bật cười rồi nói, mở cho ta một chai la 582. Nhìn thấy dáng vẻ cợt nhã của hắn, Triệu Mẫn có chút cạn lời. Cô chọn lựa phương án làm ngơ xem như không nhìn thấy, tên nhóc này vậy mà lại học theo bộ dạng của Châu Nhuận Phát. Loại rượu này cũng chỉ có mười mấy vạn chai trên toàn thế giới, uống một chai sẽ ít đi một chai. Hai thùng rượu này lại là do đích thân Alexander cất giữ, chắc chắn là trân phẩm trong các loại trân phẩm. Rất nhiều người giàu có đều xem việc sở hữu chai rượu La 582 này làm vinh hạnh. Ngươi nhớ cất cho kỹ, sau này trong nhà có khách thì đem ra làm màu. Nếu bán chai rượu này đi, thì được bao nhiêu tiền? Trần Mặc sờ cầm hỏi. Nếu có thể sở hữu một chai rượu như thế này thì chắc chắn là người không thiếu tiền. Hơn nữa, Dòng rượu Phai lại còn là tinh phẩm trong các loại tinh phẩm. Một thùng rượu của ngươi nếu ra giá 100 vạn chắc chắn vẫn sẽ có người mua. Nếu ngươi thật sự muốn bán, ta sẽ giúp ngươi mua lại. Triệu Mẫn nói. Quả nhiên bần cùng có thể hạn chế sức tưởng tượng của con người. Người ta muốn tìm mua một chai rượu còn khó, cái tên Alexander lại có thể tặng cả một thùng, không phải ai cũng có thể so bì với hắn. Có điều, ai bảo người ta lại là ông chủ của chơ tây Phai chứ? đã đưa đến tận đây rồi thì ta vẫn nên giữ lại ta nghe nói rượu vang có thể hỗ trợ dưỡng nhang nên ta sẽ đem về đưa cho tiểu ngư uống cô ấy chắc chắn sẽ rất thích triệu mẫn trợn trắng mắt hắn giữ rượu lại chỉ là vì muốn làm tiểu ngư vui vẻ cô vậy mà lại hắn bị đút cho một muỗng cơm chó ngươi có muốn lấy mấy chai về không trần mặc hỏi bên chỗ ta đã có một thùng rồi alexander gửi đến đây hai thùng ta và ngươi mỗi người một thùng tên này vừa ra tay hối lộ là tặng cả hai người không phải hắn ta có việc gì cần chúng ta giúp đỡ đó chứ ăn cơm chúa phải múa tối ngày ăn cơm chùa phải quét lá đa cái tên alexander này tính toán rất tốt alexander không thể trực tiếp mở lời nhờ chúng ta giúp hắn thoát khỏi khốn cảnh bởi vì mối quan hệ giữa chúng ta và hắn chỉ là đối tác không phải sinh tử tương giao hắn ta cũng biết rất rõ triệu mẫn lắc đầu nhưng áp lực mà alexander đang phải gánh chịu nặng tựa núi cao bên trong gia tộc thì có người lại muốn lật đổ vị trí của hắn bên ngoài gia tộc lại có tập đoàn tài chính đang muốn đào hố hắn đây chính là tình thế thù trong giặc ngoài mà alexander phải đối mặt hắn hình như đang cố gắng tạo mối giao hảo với chúng ta bởi vì tiếp theo đây chúng ta rất có thể sẽ trở thành đối tác trọng yếu của hắn còn có một chuyện quan trọng chính là quản lý cao cấp đã chết của ngân hàng roschin đã âm thầm tung ra bản kế hoạch đầu tư này điều này chứng tỏ một số kẻ đang chuẩn bị động thủ đối phó gia tộc roschin ai trần mặc nảy sinh hứng thú antis và oren hai tập đoàn lớn liên thủ với nhau để chuẩn bị chèn ép công ty viễn thông mà gia tộc roschin vừa mới thu mua phỏng chừng bọn họ đang lo lắng gia tộc roschin mở rộng công ty và tranh giành thị phần của mình gia tộc Rothschild còn chưa bắt đầu mà đã bị chèn ép rồi sao? Gia tộc Rothschild chính là một con sói đang say ngủ, nếu đợi bọn họ cuộc khởi trở lại rồi mới chèn ép thì đã quá muộn rồi. Trong mấy năm ngủ đông vừa qua, gia tộc Rothschild đã tích lũy được rất nhiều mối quan hệ hữu ích, thời điểm hiện tại chính là lúc bọn họ đang chuyển giao quyền lực, đồng thời cũng là giai đoạn suy yếu nhất. Nhưng bây giờ lại đột nhiên nổ ra sự cố rò rỉ kế hoạch đầu tư, cộng thêm cuộc chiến tranh quyền trong nội bộ gia tộc. Nếu có kẻ cố tình châm dầu vào lửa, gia tộc trăm năm này có thể sẽ hoàn toàn sụp đổ. Hơn nữa, bản kế hoạch đầu tư của gia tộc Rothschild còn bao gồm hạng mục hợp tác và dự án đầu tư vào thị trường viễn thông của bọn họ và công ty kiến hành quân, nội dung bên trong vô cùng tỉ mỉ chi tiết. Tuy chúng ta đã từ chối lời mời đầu tư của Alexander, nhưng những người không biết chắc chắn sẽ cho rằng chúng ta có tham gia. Công ty chúng ta hiện đang có một lượng lớn tiền mặt nhàn rỗi, thế nhưng lại bị vây hãm trong Trung Quốc. Nếu chúng ta có cơ hội mang nguồn vốn khổng lồ này để gia nhập cuộc chơi, cộng thêm mạng lưới quan hệ và tài nguyên của gia tộc Rothschild, người nói xem, đám tư bản đó có sợ bị cướp mất thị phần không? Triệu Mẫn phân tích từng mặt lợi hại trong sự việc lần này cho Trần Mặt. Công ty Oren của Pháp hiện đang là đại lý phân phối của Apple tại châu Âu, mà chúng ta lại là đối thủ lớn nhất của Apple. Tập đoàn Antif thì càng không cần phải nói, kể từ lần hợp tác thất bại lúc trước, bọn họ đã trở mặt thành thù với chúng ta. Động thái hợp tác với công ty kiến hành quân của gia tộc Rothschild chính là đang đánh vào mặt của bọn họ. Ngoại trừ hai nhà này ra thì còn có ba tập đoàn là Pioneer, Blackcock và Samsung. Ta không nói đến Samsung vì ngươi cũng đã biết rồi. Hai tập đoàn Pioneer và Blackcock đều là quỹ đầu tư tư nhân lớn nhất tại Hoa Kỳ, bọn họ đều có một điểm chung, chính là đang liên doanh với Apple. Tập đoàn Pioneer hiện đang là cổ đông lớn nhất của Apple, người đồng sáng lập BlackCock là Susan cũng đang nắm giữ số lượng cổ phần cá nhân lớn nhất và một ghế trong hội đồng quản trị của Apple. Cả hai nhà này cũng đang có nhiều dấu hiệu chuẩn bị đánh úp gia tộc Rothschild trên phương diện đầu tư tài chính, ngoài ra còn có một vài con heo đầu cơ thấy gió chiều nào thì xuôi chiều ấy. Nếu không nghe Triệu Mẫn phân tích, Trần Mặt thật sự không biết sự việc lần này lại phức tạp đến vậy. Nói như vậy thì, Cục diện khó khăn của gia tộc Rothschild một phần là do chúng ta sao?" Trần Mặc đặt câu hỏi. Hắn đã hiểu rõ vì sao có nhiều công ty lại không đồng ý hợp tác cùng với bọn họ như vậy. Vì bản chất của Kiến Hành Quân là doanh nghiệp của Trung Quốc, cộng thêm một vài nhân tố chính trị khác, cho nên rất nhiều công ty tư bản đã liên thủ với nhau để loại trừ bọn họ. Kể cả những công ty hợp tác với bọn họ cũng sẽ trở thành cái gai trong mắt đám người tư bản đó. Chính xác là vậy sự cạnh tranh giữa chúng ta và Apple là một điềm báo cho các công ty tư bản kia thấy rõ, nếu công ty kiến hành quân có thể tiến vào thị trường quốc tế thì sẽ bùng nổ như thế nào. Gia tộc Rothschild đề nghị hợp tác với chúng ta, đồng nghĩa với việc bọn họ đang tạo đà cho công ty kiến hành quân vương ra thế giới. Vì lẽ đó, khi kế hoạch đầu tư của ngân hàng Rothschild bị rò rỉ ra bên ngoài, bọn họ bị đối thủ của chúng ta nhằm vào là điều không thể bị tránh khỏi. Đây cũng chính là nguyên nhân mà nhiều người không muốn hợp tác cùng với chúng ta trên phương diện nghiệp vụ di động, bởi vì đối thủ của chúng ta thật sự rất mạnh. Nhưng cũng không phải tất cả đều là do chúng ta, bản thân gia tộc Rothschin cũng đã có sẵn một vài đối thủ thương mại. Còn một chuyện quan trọng hơn nữa, gia huấn của gia tộc Rothschin chính là, chỉ cần các con đoàn kết làm một, chúng ta sẽ không ai địch nổi, ngày các con buông tay nhau ra, chính là lúc các con bắt đầu mất đi phồng vinh. Ý của ngươi là, trần mắt tự hồ nghe ra được ý vị khác thường trong câu nói này chính là điều mà ngươi đang nghĩ đấy ta vốn không cho rằng một bản kế hoạch đầu tư quan trọng như vậy mà lại ở trong tay của một tên quản lý quèn của ngân hàng sau đó lại bị rò rỉ vào đúng thời điểm mấu chốt như thế thương trường giống như chiến trường chỉ có điều chiến trường này có thể giết người mà không thấy máu ở đó có rất nhiều việc vĩnh viễn chính là một câu đố bí ẩn mà chỉ có người trong cuộc mới biết được đáp án của nó tại Luân Đôn, Vương quốc Anh. Bên trong một khu lâu đài cổ, Alexander đang ngồi trong thư phòng, chăm chú nghiên cứu tập tài liệu trong tay, sắc mặt hắn ta không được tốt cho lắm. Tên quản lý cấp cao đã tự sát tên là Eder, hắn là một trong những người tham gia vào việc việc phát triển các kế hoạch đầu tư của ngân hàng Rothschild. Theo lý thuyết, trong tay hắn chỉ có một phần của bản kế hoạch mà sự thật đã bày ra trước mắt, tập tài liệu cơ mật bị rò rỉ ra bên ngoài chính là bản kế hoạch hoàn chỉnh từ phần nội dung cho đến hình thức rõ ràng đã có vấn đề xảy ra xét theo lý lịch và hoàn cảnh của eder hắn ta không có bất kỳ xu hướng tự tử nào gia đình đề huề thân thể khỏe mạnh tài chính ổn định thậm chí hắn cũng không mắc phải vấn đề tâm lý nhưng hắn lại bất ngờ tự sát tuy nhiên hiện tại alexander vẫn chưa điều tra ra được liệu Eder vì vô tình tiết lộ tài liệu cơ mật, sau đó sợ tội nên tự sát, hay là hắn đã bị sát thủ giết hại rồi thông tin bị rò rỉ từ đó. Sự việc này còn vô lý ở chỗ, ngay cả bọn họ đã tìm đến một chuyên gia phá án giỏi nhất nước Anh để xử lý vụ việc, thì kết quả cuối cùng vẫn là một vụ tự sát. Alexander tiếp quản tập đoàn ngân hàng Rothschild chưa bao lâu, bây giờ lại mắc sai lầm lớn như vậy, đây quả thực là một vấn đề rất nghiêm trọng đối với hắn. Mỗi một gia đình đều nổi khó xử riêng, tuy trong gia huấn đã răng dạy anh em trong nhà không được đấu đá nội bộ, nhưng đối với những gia tộc bề thế giống như Rothschild, những chuyện như thế này là điều không thể tránh khỏi. Lĩnh vực tài chính ngân hàng chính là nghiệp vụ chủ yếu của gia tộc bọn họ. Còn các nguồn lợi nhuận từ kinh doanh rượu vang, trang sức đá quý và các tác phẩm nghệ thuật sẽ giao lại cho tập đoàn ngân hàng để tiến hành đầu tư. Có thể nói, nghiệp vụ tài chính ngân hàng đã kiểm soát hơn một nửa gia tộc Rothschild ai lại không muốn thâu tóm thêm nhiều quyền lực trong tay chứ? Hiện tại có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm vào vị trí của Alexander, tỉ như em họ Sakia của hắn, người thừa kế nhà máy rượu Lafay, hay em họ James đang phụ trách mảng kinh doanh trang sức đá quý. Ngoài ra còn có các anh em họ và mấy người chú đang quản lý và buôn bán tác phẩm nghệ thuật. Năng lực của bọn không hề kém hơn hắn là bao. Theo gia huấn của dòng họ Rothschild, chỉ có nam mới có thể kế thừa tài sản của gia tộc dù điều đó chỉ còn tồn tại trên danh nghĩa, nhưng khi lựa chọn người thừa kế, các trưởng bối trong nhà cũng sẽ cân nhắc phương diện này ít hoặc nhiều. Vì lẽ đó, không ai có thể phủ nhận năng lực quản lý của Sakia khi cô trở thành người phụ nữ đầu tiên có tiếp quản công việc kinh doanh của gia tộc Rothschild. Còn người em trai dêm kia của hắn, vợ hắn là ái nữ của gia đình Hilton ở Hoa Kỳ. Mối liên hôn của hai nhà đã tạo bàn đạp cho dêm thành người đứng đầu của khối ngân hàng Rothschild, mạng lưới giao thiệp và thế lực chống đỡ sau lưng hắn vô cùng hùng hậu nếu alexander không thể xử lý tốt chuyện này mọi người trong gia tộc sẽ hoài nghi năng lực của hắn tình cảnh lúc đó sẽ càng thêm gian nan ngay khi hắn đang suy nghĩ về đối sách tiếp theo một lão quản gia với mái tóc hoa râm mặc bộ lễ phục đuôi tôm đeo găng tay trắng mang theo một tập tài liệu bước vào thư phòng sau đó nhẹ nhàng đặt trước mặt alexander thiếu gia đây là những thông tin mới nhất mà ngươi cần Ta đã kiểm tra rất kỹ đời sống sinh hoạt của Eder trong khoảng thời gian này, hắn ta không có tiếp xúc với bất kỳ đối tượng khả nghi nào, hành vi của hắn cũng rất bình thường, nhật ký cuộc gọi cũng không có cuộc gọi lạ. Tổng kết lại, Eder không có dấu hiệu cho thấy hắn ta sẽ tự sát. Ừ. Alexander gật đầu nhận lấy tập tài liệu, báo cáo của lão quản gia cũng không ngoài dự đoán của hắn. Tuy nhiên, hắn hiện đang gặp phải một tình huống khó khăn khác sau khi thu mua cổ phần của công ty viễn thông nguồn vốn lưu động trong tay alexander cũng không còn nhiều mặc dù công ty kiến hành quân đã đồng ý hợp tác kinh doanh điện thoại nhưng bọn họ lại từ chối lời mời đầu tư vào thị trường viễn thông nếu như bản kế hoạch đầu tư không bị rò rỉ bọn họ vẫn có thể tiến hành hoạt động kinh doanh đầu tư như bình thường nhưng bây giờ ngân hàng roschin đang bị nhiều thế lực để mắc đến rất nhiều khoản đầu tư đã bị hủy bỏ hoặc phải hoãn lại Bên phía gia tộc có động tĩnh gì không?" Alexander hỏi. "Không thấy động tĩnh gì nhiều, nhưng bên ngoài đã xuất hiện một tin đồn, nếu như ngươi không xử lý tốt sự cố lần này, gia tộc có thể sẽ thay người quản lý ngân hàng." Một số trưởng bối trong gia tộc tỏ ra rất bất bình trước sự việc lần này. Nhưng bọn họ đã có cha của ngươi áp chế, cho nên tạm thời không có ai dám quá phận. Tuy nhiên, ngươi vẫn cần phải tìm ra biện phản để giải quyết vấn đề một cách sạch sẽ tốt nhất là ngươi hãy tạo ra một chút thành tựu để những người trong gia tộc cảm thấy tâm phục khẩu phục nếu không thì sẽ có chút phiền phức đó ngoài ra hạng mục hợp tác của chúng ta với công ty kiến hành quân cũng vấp phải nhiều phản đối lão quản gia nói cha nói như thế nào ông chủ không bình luận bất kỳ điều gì về chuyện này có thể ông ấy không quá hài lòng nhưng cũng không mở miệng phản đối kể cả sự cố rò rỉ kế hoạch đầu tư cũng không thấy ông chủ lên tiếng Lão quản gia nói. Ta hiểu rồi. Alexander đáp lại một tiếng rồi rơi vào trầm mặt. Nhìn thấy bộ dạng Alexander như vậy, lão quản gia cũng không thể đưa ra chủ kiến nào cho hắn. Đối với gia tộc Rothschild, Alexander có thể tiếp quản nghiệp vụ kinh doanh chính của gia đình ở tuổi 37 thì vẫn còn non và xanh lắm. Tuy vậy, cha của hắn đã tận dụng tầm ảnh hưởng của mình để trấn áp một vài ý kiến bất mãn trong gia tộc cho nên alexander mới có thể thượng vị một cách suôn sẻ lão quản gia do dự một lúc sau cùng vẫn lựa chọn mở miệng khoảng cách tuổi tác giữa hai người quá lớn lão quản gia cũng được xem như là lão ngoan đồng của thế hệ trước ý kiến của ông chỉ có thể giúp alexander tham khảo mà thôi chúng ta vấp phải nhiều rắc rối như vậy một phần nguyên nhân là do công ty kiến hành quân ví dụ các tập đoàn antis và oren đã công khai đối đầu với chúng ta ngoài ra còn có apple pion nhóm vân vân. Alexander yên lặng lắng nghe, sau đó ra hiệu cho ông tiếp tục. Nếu chúng ta công khai chấm dứt hợp tác với kiến hành quân, có lẽ sức ép từ bên ngoài sẽ không lớn như vậy. Lão quản gia thận trọng bày tỏ nỗi lòng. Sau khi nắm được tình huống khó khăn hiện tại của ngân hàng Rothschild, một số thế lực tư bản muốn mượn gió bẻ măng mà rụt rịch ngóc đầu dậy. Hơn nữa, đối thủ cạnh tranh do công ty kiến hành quân kéo tới, không có ai là động vật ăn cỏ cả không cần nói chuyện này nữa, hạng mục hợp tác với công ty kiến hành quân không thể bị gián đoạn mà chỉ có thể bền chặt hơn nữa. Alexander mở miệng, giọng điệu nghiêm túc, giống như hắn không cho bất kỳ ai được phép nghi ngờ. Cục diện đã thành ra như vậy, bây giờ có hối hận cũng vô dụng, vả lại, hắn chưa bao giờ hối hận với quyết định này của mình. Trong những thập kỷ trước, gia tộc Rothschild vì đánh mất thị trường Bắc Mỹ mà trở nên sa sút. Còn những năm vừa qua, Tầm ảnh hưởng của Trung Quốc đang phủ khắp thế giới, các hoạt động đầu tư và kinh doanh ở đây cũng ngày càng phát triển, cho nên hắn vô cùng coi trọng thị trường non trẻ này. Tổ tiên của gia tộc Rostin đã thu mua điền trang rượu vang chơ tây Lafay 150 năm trước. Nhưng xuyên suốt khoảng thời gian đó, chơ tây Lafay không kiếm được một xu cho gia tộc bọn họ. Tuy nhiên, sự xuất hiện của các khách hàng đến từ Trung Quốc đã thay đổi cục diện này. Mức tiêu thụ đồ uống có cồn tại Trung Quốc đã biến bản sản xuất rượu vang của gia tộc Rothschild trở thành một ngành siêu lợi nhuận. Những năm qua, địa vị của kinh doanh rượu nho ở trong gia tộc cũng không ngừng nâng cao. Alexander đã nghiên cứu rất kỹ thị trường và tình hình doanh nghiệp tại Trung Quốc, trong số đó có một công ty vô cùng đặc biệt. Công ty Kiến Hành Quân là một doanh nghiệp vừa mới thành lập không bao lâu, nhưng bọn họ đã chứng minh tiềm năng vô hạn của mình với thế giới không chỉ một lần. Vì lẽ đó, dẫu có đối mặt áp lực lớn cỡ nào alexander vẫn giữ nguyên quyết định hợp tác với công ty kiến hành quân nếu như không có ai dám làm vậy thì hắn sẽ người đầu tiên làm liều một phen buổi trò chuyện với trần mặc lần trước càng củng cố quyết tâm hợp tác của hắn cùng công ty kiến hành quân chủ tịch công ty kiến hành quân tuy trẻ hơn hắn tận mười mấy tuổi nhưng mỗi cử chỉ của hắn đều toát ra phong thái bình tĩnh và tự tin điều này đã làm alexander cũng phải thở dài tự ti vì mình không bằng người ta tuy alexander vẫn chưa quá già nhưng hắn cũng đã từng quan sát khá nhiều dạng người alexander cảm thấy bản thân chắc chắn không thể nhìn nhầm được nếu thương vụ này thành công alexander hắn sẽ trở thành truyền kỳ trong lịch sử phục hưng của gia tộc có khi còn được ghi vào sử sách của gia tộc còn nếu thất bại hắn cũng không phải là nguyên nhân chính gây nên sự suy tàn của gia tộc liều thì ăn nhiều nhát gan thì chết đói đây chính là thương trường xét đến tình huống hiện tại Cơ hội điều tra ra nguyên nhân cái chết của Eder ngày càng bị thu hẹp. Cho dù thật sự có bàn tay đen đứng sau sự cố lần này, nhưng nếu không thể giải quyết trong khoảng thời gian ngắn, thì tổn thất của ngân hàng Rothschild cũng sẽ không thể vãn hồi. Chi bằng hắn tận dụng thời gian để làm những việc cần làm. "Ngươi đi thu xếp đi, ta sẽ đến Trung Quốc vào ngày mai." Alexander nói. "Thiếu gia, nếu ngươi lại đi qua đó vào lúc này, liệu có kéo thêm những phiền phức lớn hơn không?" lão quản gia hỏi còn gì phiền phức hơn việc rò rỉ kế hoạch đầu tư như hiện tại alexander đến trung quốc đã là lần thứ hai nhưng hắn không còn cố tình che giấu hành trình của mình mà chọn cách công bố với cánh phóng viên một cách tinh tế ngân hàng roschin hiện đang trong giờ phút khó khăn sự cố rò rỉ kế hoạch đầu tư của bọn họ gần như đã chiếm trọn mọi trang nhất của các tờ báo tài chính và kinh tế toàn cầu sự chú ý của công chúng đã khiến gia tộc thần bí này hoàn toàn lộ diện trước mắt công chúng với tư cách là người điều hành ngân hàng đầu tư Rothschild, nhất cử nhất động của Alexander đương nhiên luôn nằm trong tầm ngắm của dư luận khắp nơi. Hơn nữa, trong số các hạng mục đầu tư bị lộ ra ánh sáng, có một phần nội dung đề cập đến hợp đồng hợp tác với công ty kiến hành quân. Nhiều người đồng đoán rằng, chuyến đi lần này của Alexander rất có thể là đang tìm công ty kiến hành quân để cầu xin sự giúp đỡ, nhằm đưa ngân hàng Rothschild thoát khỏi tình thế khó khăn này. Mặc dù địa vị của gia tộc Rothschild trong thế giới tài chính hiện nay đã bị sa sút ít nhiều, nhưng trọng lượng của công ty kiến hành quân thì không hề nhỏ chút nào. Công ty kiến hành quân từng làm trao đảo mấy công ty công nghệ hàng đầu Hoa Kỳ, khiến giá cổ phiếu của bọn họ bị biến động dữ dội, chỉ riêng điều này thôi cũng đủ thấy tầm ảnh hưởng của công ty kiến hành quân. Nếu cả hai thực sự hợp tác với nhau, giới tư bản E là phải đối mặt với một thế cục bão táp. Xe của Alexander đã đến bên ngoài trụ sở tổ kiến, nhìn qua cửa sổ, hắn đã có thể nhìn thấy khuôn viên khang trang được thiết kế theo phong cách hiện đại. Nội tâm lúc này của Alexander vô cùng bình tĩnh, cho dù đang phải đối mặt với tình cảnh khó khăn, nhưng hắn biết mình vẫn có thể giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng chỉ với một cái đầu lạnh. Chuyến đi đến công ty kiến hành quân lần này chính là một nước cờ mạo hiểm. Sau khi kế hoạch đầu tư bị lộ ra ra bên ngoài, chưa bàn đến các đối thủ cạnh tranh của gia tộc Rothschild, chỉ riêng kẻ thù của công ty kiến hành quân cũng đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Không có nhiều người trong gia tộc ủng hộ quyết định của hắn, thậm chí còn có kẻ công khai phản đối. Vậy nên, nếu như Alexander để thua ván cờ này, hắn có thể sẽ mất đi tư cách người thừa kế tập đoàn ngân hàng Rothschild. Còn nếu Alexander thắng cuộc, cả gia tộc Rothschild sẽ quay về vị trí tầm cỡ quốc tế thêm một lần nữa, bản thân hắn cũng sẽ trở thành một truyền kỳ trong lịch sử gia tộc. Vậy nên, Alexander quyết định chơi một trận thật lớn điều mà hắn đang nghĩ ngay bây giờ là làm thế nào để trở thành người chiến thắng triệu mẫn đã chờ hắn ở trước cổng công ty khi vừa nhìn thấy alexander cô chỉ chào hỏi đơn giản rồi trực tiếp dẫn hắn đến phòng tiếp khách của công ty ngài alexander đến đây lần này là có chuyện quan trọng gì vậy triệu mẫn mở lời lần trước ta đi có chút vội vàng nên còn chưa nói rõ ta muốn nói chuyện hợp tác với triệu tổng một lần nữa Alexander nói. Chuyện hợp tác mà hắn đang đề cập đến chính là lời mời thu mua cổ phần của công ty viễn thông mà bọn hắn đang nắm quyền kiểm soát. Triệu Mẫn nghe xong thì lắc đầu, công ty chúng ta không có ý định tham gia thị trường viễn thông, ngươi không cần lãng phí thời gian vào chuyện này nữa. Alexander đương nhiên nghe ra sự chắc chắn trong lời nói của Triệu Mẫn, hắn khẽ thở dài. Không phải gia tộc Rothschild không duy trì nổi hoạt động kinh doanh của công ty viễn thông này, nhưng để có thể phát triển nhanh hơn nữa thì cần phải có sự hỗ trợ về tài chính từ bên ngoài công ty kiến hành quân hiện đang là doanh nghiệp có nguồn vốn mạnh mẽ nhất nhưng tiếc là bọn họ không mặn mà gì với thị trường viễn thông vậy tiếp theo chúng ta nói về chuyện hợp tác kinh doanh mảng điện thoại di động đi alexander nói ngươi nói đi ta muốn đẩy nhanh tiến độ hợp tác lần này ta tới đây là để đặt trước một triệu chiếc mắt hồ điệp đời thứ nhất và một triệu chiếc mắt hồ điệp phiên bản cao cấp triệu mẫn đồng ý không chút do dự tuy công ty kiến hành quân vẫn chưa ra mắt dòng điện thoại di động mới trong khoảng thời gian vừa rồi nhưng dòng sản phẩm mắt hồ điệp vẫn luôn được nhiều người dùng yêu thích vỏ ngoài đẹp mắt hệ điều hành kiến hành quân an toàn và mượt mà thiết kế chống thấm nước thời lượng pin cho phép sử dụng liên tục trong thời gian dài ngoài ra còn có trợ lý di động thông minh giúp người dùng điều khiển điện thoại bằng giọng nói một chiếc điện thoại hội tụ nhiều ưu điểm như vậy ngoại trừ việc không có toàn màn hình Mọi thứ khác đều không chê vào đâu được. Những chiếc di động ra mắt hiện giờ đều không có gì đổi mới, tất cả đều là rượu cũ bình mới, nên mắt hồ điệp vẫn luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho những người muốn đổi điện thoại. Chúng ta có thể bàn về quyền đại lý phân phối những sản phẩm khác của các ngươi ở châu Âu, chẳng hạn như thiết bị văn phòng và hệ điều hành máy tính." Alexander nói. "Chúng ta rất sẵn lòng." Triệu Mẫn đang nghe truyện trên TV audio CV cười nói. Cô đương nhiên rất vui khi có người thay mình mở đường tiến vào thị trường quốc tế, hơn nữa người đó còn là gia tộc có nhiều mối quan hệ như Rothschild. Alexander và Triệu Mẫn đang thảo luận về quyền đại lý của kiến hành quân trên nhiều lĩnh vực khác. Hai giờ sau đó, cuộc thảo luận mới kết thúc. Ý đồ của Alexander rất rõ ràng, hắn muốn hợp tác sâu rộng với công ty kiến hành quân bằng cách trở thành người đại diện toàn diện cho công ty kiến hành quân tại châu Âu triệu mẫn đương nhiên sẽ không phản đối ý tưởng này của alexander cô triệu này trần đang ở đâu vậy sau khi nói chuyện hợp tác alexander hỏi triệu mẫn hắn đang ở trong phòng thí nghiệm hôm nay có một nghiên cứu rất quan trọng nên hắn không thể đến được triệu mẫn trả lời vậy thì tiếc quá ngươi giúp ta gửi lời chào đến trần nhé vì trong nhà vẫn còn việc gấp nên ta không ở lại lâu được lần sau có dịp thì ta sẽ đến mời hắn uống rượu được ta sẽ nói lại với hắn triệu mẫn cười nói hợp tác vui vẻ triệu tiểu thư hợp tác vui vẻ sau khi ra khỏi công ty kiến hành quân alexander thở vào nhẹ nhõm buổi đàm phán hợp tác đại diện với công ty kiến hành quân rất thuận lợi hắn biết công ty kiến hành quân vẫn còn nhiều phương diện nghi kỵ người khác không dám nhảy vào thì cứ để hắn nhưng bình mẽ cũng không sợ giữ gìn hắn cứ đánh cược một lần là được giờ gia tộc Rothschild vẫn còn đang ăn bám gia sản của tổ tiên để lại, chính Alexander cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tiếp xúc với những lĩnh vực khác, coi như đây là một lần dò đường vậy. Tòa nhà số 1 Trên bàn thí nghiệm trước mặt trần mặt có một thiết bị cỡ máy tính sách tay, đây chính là máy chiếu ảnh ba chiều cỡ trung phiên bản cải tiến. Đứng bên cạnh hắn là hai người triệu mẫn và tiểu ngư, Alexander rời công ty không lâu thì trần mặt gọi họ tới đây. Mặt nữ, khởi động máy chiếu trần mặt lên tiếng vâng anh mặc mặt nữ vừa nói xong máy chiếu đã sáng lên hiện ra hình ảnh của mặt nữ mặt nữ vẫn mang dáng vẻ của một cô bé mặc hán phục bộ dáng rất thông minh linh động xứng đáng được gọi là tiểu mỹ nhân cổ trang điển hình sau khi trải qua quá trình cải tiến chất lượng hình ảnh của máy chiếu trở nên sắc nét và sống động hơn vật thể trong không khác gì người thật nếu nhìn từ xa mặt nữ giống như một tiên nữ đang lơ lửng giữa không trung các ứng dụng công nghệ hình ảnh 3 chiều bao gồm những lĩnh vực y học, triển lãm, tiết mục sân khấu, hoặc các loại hỗ trợ tương tác. Loại kỹ thuật này được xếp vào hàng ngũ khoa học kỹ thuật tiên tiến trong tương lai. Các nước trên thế giới hiện còn đang nghiên cứu kỹ thuật này. Năm 2014, Israel đã phát triển công nghệ hình ảnh 3 chiều trong y tế. Các bác sĩ có thể dùng hình ảnh 3D để mô phỏng các thao tác trên bàn mổ, tạo ra một nền tảng cho việc phẫu thuật từ xa ngoài ra công nghệ hình ảnh ba chiều còn được sử dụng nhiều hơn trong các tiết mục sân khấu người ta có thể hồi sinh một ngôi sao đã qua đời để biểu diễn trên sân khấu thông qua loại kỹ thuật này tuy nhiên vì chi phí cao nên công nghệ hình ảnh ba chiều vẫn chưa thể phổ biến rộng rãi đối với người bình thường bọn họ chỉ có thể biết kỹ thuật này qua phim ảnh và trên mạng chứ không có cơ hội tiếp xúc với chúng trong cuộc sống hàng ngày trần mặt hắn sẽ thay đổi cục diện này trong tương lai gần đây là máy chiếu 3 chiều phiên bản cải tiến, chất lượng hình ảnh đã gần như đạt đến độ chân thật. Trần Mặt giới thiệu Triệu Mẫn không nói gì, mặc dù chưa đến mức không phân biệt được thật giả, nhưng nhìn qua cũng rất chân thật, chất lượng đã tốt hơn rất nhiều so với lần trước. Tiểu Ngư tò mò đưa tay chạm vào hình chiếu, nhưng tay cô lại giống như xuyên qua ánh sáng của đèn pin, không chạm vào được cái gì. Chị Tiểu Ngư, ngươi muốn chạm vào ta sao? Mặt nữ nhìn về phía Tiểu Ngư, không phải hình chiếu của cô có thể nhìn thấy vị trí của tiểu ngư mà là do thông qua camera trong phòng thí nghiệm nên mặt nữ mới biết được vị trí của tiểu ngư để cuộc hội thoại giống như giao tiếp bình thường mặt nữ đã điều khiển hình chiều nhìn về phía cô ấy nghe mặt nữ hỏi tiểu ngư le lưỡi nghịch ngợm nói ta muốn xem mình có thể chạm vào được không ta bây giờ chỉ là những tia sáng không phải vật thể vật lý không thể cầm nắm và chạm vào được mặt nữ giải thích nếu chị tiểu ngư muốn trải nghiệm Ngươi có thể thử tương tác với hình ảnh 3D. Mặt nữ nói xong thì hình chiếu của cô biến mất, thay vào đó là một màn hình 3D với một số biểu tượng của các ứng dụng phần mềm xuất hiện giữa gian phòng. Máy chiếu này còn có khả năng tương tác giống như trí thông minh nhân tạo, ngươi có thể điều khiển các vật thể giả lập bằng các động tác chạm hoặc bằng giọng nói, ngươi thử di chuyển tay trên màn hình 3D một chút đi. Trần Mặc nhìn Tiểu Ngư nói. Tiểu Ngư gật đầu rồi nhấp vào biểu tượng trình duyệt con kiến. Khi cô vừa chạm vào biểu tượng lơ lửng trên màn hình 3D, giao diện trình duyệt con kiến xuất hiện ngay lập tức. Ngoài khả năng trình chiếu hình ảnh 3 chiều, nó còn có chức năng trình chiếu hiệu ứng 3D với mắt thường, người có thể xem phim 3D mà không cần dùng kính. Trần mặt bấm vào bộ phim 3D đã được chuẩn bị sẵn trên màn hình. Một máy chiếu có 8 con chip chiếu hình 3D, chúng có thể kiểm soát độ sáng, màu sắc và góc của mỗi chùm sáng. Ứng dụng của nó có thể dùng cho máy chiếu 3D, màn hình máy tính hoặc TV. Tất nhiên, nó cũng có thể được dùng trong rạp chiếu phim. Một máy chiếu 3D có thể tạo ra bức màn ánh sáng với diện tích tối đa là 5035 inch, khi kết hợp hai máy chiếu 3D với nhau thì màn hình có thể đạt tới kích thước 32,5 m, còn nếu kết hợp 10 chiếc máy với nhau thì hiệu ứng có thể so với màn hình trong rạp chiếu phim. Chi phí cao bao nhiêu? Triệu Mẫn nhìn chầm chầm vào cảnh phim gần như thật trên màn hình. Chi phí chủ yếu là chip chiếu ảnh 3D và hệ thống phát tia laser siêu nhỏ. Ta đã hoàn thành hai kỹ thuật này, nên nếu sản xuất hàng loạt thì chi phí không đắt, mỗi máy chiếu ảnh 3 chiều này có giá tầm hơn 7.000. Trần Mặt giới thiệu chi tiết cho Triệu Mẫn, hắn chịu trách nhiệm nghiên cứu phát minh, còn Triệu Mẫn lãnh nhiệm vụ kiếm tiền. Kỹ thuật đã hoàn thiện hết chưa? Triệu Mẫn hỏi tiếp. Không sai biệt lắm vậy ta sẽ bắt đầu chuẩn bị xây dựng dây chuyền sản xuất. Trong lòng Triệu Mẫn lúc này đang dâng trào cảm xúc khó tả, cô thật sự có thể đưa những cảnh tượng chỉ xuất hiện trong phim khoa học viễn tưởng ra đời sống thường này. Đây là bản vẽ thiết kế và kỹ thuật lắp ráp các linh phụ kiện không phải phần lõi của máy chiếu bao gồm chip lõi và hệ thống chiếu tia laser siêu nhỏ, ta giao cho ngươi này. Trần Mặc lấy một cái ổ cứng đưa cho Triệu Mẫn rồi hỏi, hạng mục hợp tác với gia tộc Rothschild như thế nào? Triệu Mẫn cười nói, mọi việc diễn ra rất thuận lợi, tiếp theo, ngươi chỉ cần ngồi xem kịch vui là được. Alexander cũng không hề giấu giếm mối quan hệ hợp tác của mình với công ty kiến hành quân với giới truyền thông. Ngay trước khi hắn trở về châu Âu, bộ phận công chúng của ngân hàng Rothschild đã công khai tin tức trên mặt báo. Một viên đá khoái động cả ngàn cơn sóng. Ngay sau khi thông báo hợp tác của Rothschild và kiến hành quân được tung ra, dư luận thế giới nổi lên một phen xôn xao. Vì ngoài điều đó ra, Alexander còn công khai kế hoạch thiết lập mạng lưới đại diện trên khắp châu Âu của ngân hàng Rothschild. Động thái này của Alexander gần như đang tuyên bố Rothschild sắp trở thành đại lý toàn diện của công ty kiến hành quân tại châu Âu. Vì lẽ đó, kế hoạch phong tỏa công ty kiến hành quân của giới tư bản ở đây đã hoàn toàn sụp đổ. Trên Internet, những chủ đề nhắm vào gia tộc Rothschild trải khắp trời đất, các phương tiện truyền thông chính thống trên thế giới cũng góp mặt trong dòng sự kiện. Rất nhiều chương trình tài chính, kinh tế đã mời những chuyên gia trong ngành tiến hành đánh giá tình hình hiện nay của gia tộc Rothschild, tuy nhiên, hầu hết bọn họ lại chọn cách phóng đại mặt tiêu cực. Rothschild sắp trở thành con rối của kiến hành quân. Alexander dẫn dắt Rothschild tiến vào vực sâu. Liên hợp với kiến hành quân. Liệu đây là thời cơ để Rothschild trỗi dậy, hay là đường tắt dẫn đến hủy diệt? Tầm nhìn thiển cận. Rothschild vứt bỏ dưa hấu, nhận lấy hạt vừng. Ý kiến chủ lưu cũng đang có cái nhìn xấu về sự kiện hợp tác lần này của công ty kiến hành quân và gia tộc Rothschild. Tuy nhiên, liệu có thế lực ngầm nào đang dẫn dắt dư luận hay không thì vẫn chưa thể làm rõ. Áp lực từ dư luận vừa kéo tới chưa được bao lâu, thì dòng điện thoại mắc hồ điệp của công ty kiến hành quân đã xuất hiện trên nhiều kênh quảng cáo khác nhau. Rất nhiều người đều đã nhìn thấy chiếc điện thoại mắc hồ điệp trên các trang mạng xã hội, nhưng nó vẫn chưa được mở bán tại châu Âu, chỉ có thể mua được trên ứng dụng Trung Quốc hoặc các đường dây mua sắm khác. Vì lẽ đó, giá cả của chiếc điện thoại mắt hồ điệp tại châu Âu đắt hơn rất nhiều so với mức giá niêm yết. Không ít người cảm thấy yêu thích phong cách thiết kế và diện mạo của dòng điện thoại mắt hồ điệp, bọn họ cũng đã nghe nói tới tính năng mạnh mẽ của nó, chẳng hạn như là chiếc điện thoại thông minh có hệ điều hành bảo mật nhất hay trợ lý di động thông minh tiên tiến nhất. Mặc dù sản phẩm của Huawei và Samsung cũng được trang bị trợ lý di động thông minh giống như công ty kiến hành quân, nhưng hệ điều hành cùng phong cách thiết kế của hai hãng trên vẫn có sự chênh lệch với mắt hồ điệp. Chiếc điện thoại mà công ty kiến hành quân phát hành cách đây một năm vẫn có các tính năng tốt hơn so với những sản phẩm chủ lực ở thời điểm hiện tại của các hãng điện thoại khác, đó chính là sự chênh lệch. Những cuộc đấu đá thương trường vốn không ảnh hưởng đến những người bình thường. Ngay khi dòng điện thoại mắt hồ điệp vừa được tung ra tại thị trường châu Âu, nó đã lập tức được người dân ở đây săn đón. Bởi vì số lượng đợt đầu tiên có giới hạn, mà một nửa trong số đó lại là dòng điện thoại tùy chỉnh của rostelecom, công ty viễn thông đã được toutsin mua lại, nên những người hâm mộ dòng điện thoại mắt hồ điệp chỉ có thể cắn răng mua phiên bản tùy chỉnh. Số lượng người sử dụng dịch vụ viễn thông của công ty rostelecom cũng đang tăng lên đều đặn. Đây là một điềm báo cực kỳ tốt lành. Ngay đúng lúc đó, Hệ điều hành con mối và hàng loạt thiết bị văn phòng của công ty Kiến Hành Quân cũng xuất hiện trong các đơn đặt hàng điện tử của nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trước đó, có rất nhiều công ty văn phòng muốn mua sắm những thiết bị không có ở trong nước, nhưng bọn họ không thể mua theo từng lô nhỏ vì quy trình nhập khẩu rất phiền phức và đắt đỏ. Nhưng nay đã có tập đoàn Rostin đưa những sản phẩm này vào thị trường châu Âu, bọn họ đã có thể yên tâm lựa chọn. Hệ điều hành con mối của công ty kiến hành quân có khả năng chống lại con virus của tổ chức chú hề từng đe dọa an ninh mạng thế giới. Vì lẽ đó, ngay khi sản phẩm này vừa được ra mặt, có nhiều lời đồng đoán rằng con virus đó là do công ty kiến hành quân cố ý thả ra. Tuy nhiên, không có bất kỳ bằng chứng xác thực cho chuyện này được đưa ra, sự kiện lần đó cũng trôi dần vào quên lãng. Chỉ có một điều duy nhất đã được chứng minh, chính là chỉ số an toàn của hệ điều hành con mối quả thực đã vượt qua Mac và Windows hệ sinh thái văn phòng kiến hành quân cũng đã được khai thác và phát triển sơ bộ nay lại có thêm trợ lý trí tuệ nhân tạo giúp cải thiện hiệu suất làm việc vì lẽ đó hệ điều hành con mối đương nhiên sẽ trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho nhiều công ty sau khi các loại thiết bị văn phòng của công ty kiến hành quân tiến vào thị trường châu âu nó ngay lập tức tạo thành một cơn sốt mua sắm tại đây tuy nhiên có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu sau khi alexander lớn giọng tuyên bố hợp tác cùng kiến hành quân thì nội bộ gia tộc Rothschild cũng xuất hiện một số biến cố. Lúc này, trong phòng họp tại trang viên xa hoa, những người đang góp mặt tại đây đều mặc lễ phục chính thức của gia tộc, sắc mặt ai nấy đều vô cùng thận trọng. Đây là buổi họp mặt của của gia tộc Rothschild, người tham dự đều là thành viên chủ chốt trong gia đình, bọn họ thường chỉ tụ họp với nhau khi phải đưa ra quyết sách trọng đại có liên quan đến sự phát triển gia tộc. Alexander được xem như một trong những người thừa kế của gia tộc, cho nên cũng có mặt trên bàn hội nghị người ngồi bên cạnh alexander lúc này chính là david rostin cha của hắn ngoài ra còn có chú bác và các anh chị em cùng thế hệ bọn họ đều là những người thừa kế các sản nghiệp khác của gia tộc sắc mặt của bọn họ lúc này đều không được tốt lắm thỉnh thoảng còn nhìn về phía alexander sau khi nắm quyền đại lý cho các sản phẩm của công ty kiến hành quân bao gồm robot thông minh điện thoại hệ điều hành máy tính quả thực rostin đã kiếm được một chút tiền lời nhưng thiệt hại mà bọn họ nhận phải còn nhiều hơn so với số lợi nhuận đó. Kể từ khi Alexander tuyên bố trợ giúp kiến hành quân tiến quân vào thị trường châu Âu, các khoản đầu tư của Rothschild vào các ngành công nghiệp khác đều gặp phải cản trở bởi các thế lực không rõ lai lịch, dẫn đến những tổn thất nặng nề. Ngoại trừ các hạng mục đã bị bại lộ trước đó, một số dự án thành công cũng phải bị hủy bỏ vì lẽ đó. Như những phương tiện truyền thông kia đã nói, bọn họ rõ ràng đang vứt bỏ dưa hấu, nhận lại hạt vừng gia tộc rostin vốn chỉ có quyền đại lý độc quyền và thu về chút lợi nhuận nhỏ còn lại phần lớn vẫn thuộc về công ty kiến hành quân nếu như có thể sở hữu cổ phần của công ty kiến hành quân không cần nơm nớp sợ hãi đối phương đơn phương ngừng hợp tác thì bọn họ vô cùng sẵn lòng cống hiến sức mạnh của gia tộc trợ giúp kiến hành quân tiến vào thị trường quốc tế nhưng thực tế lại không như vậy công ty kiến hành quân có quyền thay thế đơn vị đại lý bất cứ lúc nào đến lúc đó Rothschild bọn họ sẽ thực sự mất cả chì lẫn chài. So với những tập đoàn tài chính đang nắm quyền bá chủ toàn cầu kia, Rothschild của hiện tại chỉ có thể coi là con sâu con kiến. Tuy phần lợi nhuận từ việc trở thành đại lý độc quyền của công ty kiến hành quân vẫn có thể chống đỡ tình hình khó khăn trước mắt, nhưng sau một khoảng thời gian nữa, nếu gia tộc Rothschild vẫn không thể tập trung vào nghiệp vụ đầu tư, bọn họ sẽ không còn cách nào khác để mở rộng vây cánh, tình hình lúc đó sẽ ngày càng khó khăn hơn và đây không phải tin tốt lành cho bất kỳ người nào trong gia tộc. Chúng ta có thể không truy cứu sự cố rò rỉ kế hoạch đầu tư, nhưng ngân hàng của tập đoàn Rothschild nhất định phải ngừng hợp tác với kiến hành quân. Người mở miệng chính là chú của Alexander, Eric Rothschild, người tiền nhiệm của nhà máy rượu Lafayette Rothschild. Vì cái gì? Alexander từ tốn hỏi lại. Các ngươi nói đi. Eric nhìn về phía con gái mình là Sakia, người ngồi ở phía đối diện James. Việc hợp tác cùng công ty kiến hành quân đã khiến chúng ta rơi vào tầm ngắm của những tập đoàn tư bản ngoài kia, tình trạng hiện tại của gia tộc chúng ta căn bản không thể chống lại bọn họ. Kế hoạch thu mua một nhà máy rượu tại Pháp của ta vốn dĩ đã sắp thành công, nhưng sự can thiệp của tập đoàn Blackcock đã khiến ta gặp phải thất bại. Sakia nói, Chúng ta cũng đang đàm phán thu mua một mỏ kim cương mới được phát hiện ở Nam Phi của tập đoàn zeber nhưng bọn họ đã ngưng hợp tác với chúng ta bởi vì sức ép của tập đoàn Van Gogh. PSG Nhóm là tập đoàn quốc tế chuyên về các lĩnh vực sản xuất kim cương công nghiệp. PS Van Gogh Nhóm, In là một tập đoàn cố vấn đầu tư của Mỹ. James, người thừa kế sản nghiệp kinh doanh trang sức của gia tộc Rothschild cũng đã lên tiếng. Sau khi Sakia và James nói ra tình hình hiện tại, người phụ trách của các lĩnh vực khác cũng nhao nhao nói ra tình trạng mà họ gặp phải. Mặc dù nguyên nhân của những sự vụ đó không bắt nguồn từ việc hợp tác cùng công ty kiến hành quân, nhưng vì kế hoạch đầu tư đã bị bại lộ trước các đối thủ cạnh tranh cộng thêm sức ép dư luận truyền thông nên hầu hết các hoạt động kinh doanh của cả gia tộc đã bị ảnh hưởng không nhỏ alexander nếu như ngươi có được cổ phần của công ty kiến hành quân chúng ta có thể dốc toàn lực giúp ngươi vì dù sao cũng là người một nhà nhưng bây giờ ngươi chỉ là một đơn vị đại lý quèn mà thôi có những điều bọn ta không nói nhưng ngươi cũng cần phải hiểu rõ một ông lão gay gắt đúng vậy nếu như ngươi có thể lấy được cổ phần của công ty kiến hành quân, cho dù có phải bán các sản nghiệp trong tay chúng ta, thì chúng ta vẫn sẽ tình nguyện giúp ngươi. Nhưng chỉ vì một ít lợi nhuận mà chúng ta lại phải đắc tội nhiều người, cộng thêm sự cố rò rỉ kế hoạch đầu tư của ngân hàng đầu Rothschild, khiến uy tín gia tộc bị tổn thất nặng nề, các bước tiếp theo đều gặp phải khó khăn liên tục. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì tình trạng của gia tộc chúng ta chỉ càng đi xuống mà thôi. Một ông lão khác cũng phụ họa theo chúng ta dùng thứ gì trao đổi với kiến hành quân cổ phần của ngân hàng hay cổ phần của nhà máy rượu nếu đổi thành là chúng ta thì phương thức này liệu có thành công hay chỉ làm đối phương thêm phản cảm các ngươi đừng quên lý do đã khiến công ty kiến hành quân đối chọi với tập đoàn antif tập đoàn nằm trong tay ta đương nhiên ta có nghĩa vụ phải khiến nó phát triển hơn nữa ta tự có tính toán của ta nếu như bởi vì một chút ngoại lực mà lập tức ngưng hợp tác Vậy người khác sẽ nhìn nhận về ngân hàng Rothschild của chúng ta như thế nào, về sau liệu còn có ai dám hợp tác với ta nữa? Alexander mở miệng phản bác, David vẫn giữ im lặng, yên tĩnh lắng nghe. Đó là vì ngươi chưa chín chắn, hầu hết mọi người đều nhìn thấy tiềm lực của kiến hành quân, nhưng vì sao không có ai hợp tác cùng bọn họ? Nếu như ngon ăn như vậy thì còn đến lượt chúng ta sao? Thương trường còn ẩn chứa những thứ thâm sâu hơn mà ngươi không thể thấy được, Alexander ngươi vẫn còn non lắm. Eric nói. Trong thấy Eric lại mở miệng, những người khác đều chuyển sự chú ý sang Alexander. Bởi vì sản nghiệp trụ vang Lafay đang rất ăn nên làm ra, nên địa vị của Eric trong gia tộc được đề cao hơn hẳn, lời nói của Eric cũng cực kỳ có trọng lượng. Sắc mặt của Alexander rất tệ, Eric nói hắn còn non, chính là đang ám chỉ hắn không có đủ năng lực quản lý tập đoàn ngân hàng. Đám người kia không hợp tác là vì bọn họ quá tham lam, bọn họ chỉ muốn kiến hành quân phải thỏa hiệp và giao ra cổ phần của mình. Trong mắt của bọn họ, người khác trồng ra quả táo thì phải phân một rổ cho bọn họ, nếu không thì bọn họ sẽ tìm cách chặt luôn cây táo đó. Thế thì tại sao chúng ta không thể coi đây là một cơ hội, thể hiện thành ý của mình và mở rộng hợp tác cùng công ty kiến hành quân? Cơ hội sao? Trước cuộc cũng chỉ là một cái hợp đồng đại lý độc quyền hèn hạ thôi, công ty kiến hành quân có thể bỏ cũ thay mới bất kỳ lúc nào, đến lúc đó thì ngươi còn cái gì eric không hề thách khí mà lập tức lợi nhuận hàng năm của nhà máy rượu của chúng ta cũng giao cho các ngươi quản lý hiện tại các ngươi dùng những số tiền kia để làm xằng làm bậy khiến chúng ta phải chịu tổn thất nặng nề đây chính là cơ hội mà ngươi nói sao nếu như ngươi không ngừng hợp tác cùng công ty kiến hành quân vậy thì hãy nhường lại vị trí quản lý tập đoàn ngân hàng cho người khác bằng không kể từ nay về sau chúng ta sẽ tự lập kế hoạch đầu tư cho toàn bộ lợi nhuận hàng năm của tập đoàn chúng ta ta đồng ý với eric nếu tình hình cứ tiếp diễn như vậy thì chỉ khiến gia tộc gặp nhiều tổn thất lớn hơn nữa alexander hoặc là ngươi nhường lại vị trí quản lý tập đoàn ngân hàng hoặc là ngừng hợp tác cùng kiến hành quân nếu không chúng ta cũng sẽ cân nhắc liệu có nên đem lợi nhuận của chúng ta giao cho các ngươi quản lý hay không một ông lão khác phụ họa theo ý của các người là nếu ta không ngừng hợp tác với công ty kiến hành quân, thì các người muốn phân chia gia sản đúng không? Sắc mặt của Alexander tối sầm. Đủ rồi, dừng lại đi. David vốn vẫn luôn im lặng từ đầu đến giờ, đến lúc này lại đột nhiên lên tiếng, vì thế của ông khiến cho tất cả mọi người trên bàn yên tĩnh trở lại. Đám người này vẫn luôn gây áp lực lên David, hy vọng hắn có thể tỏ thái độ rõ ràng. Những sự cố gần đây đã làm tổn hại đến lợi ích của cả gia tộc Rothschild, do đó bọn họ không thể thờ ơ được. Hãy cho Alexander thời gian 2 năm. Nếu trong vòng 2 năm này mà hắn vẫn không thể kiểm soát tốt tình hình, ta có thể giúp hắn làm chủ, chọn lại người tiếp quản tập đoàn ngân hàng, các ngươi thấy thế nào? David nhìn lướt qua từng người đang có mặt tại đây. Tình hình bây giờ của chúng ta sao có thể chống đỡ qua 2 năm? Đến lúc đó thì mọi chuyện đã quá trễ, nhiều nhất cũng chỉ một năm thôi. Eric nói, một năm sau, chỉ cần Alexander có thể khiến lợi nhuận của tập đoàn ngân hàng tăng 20%, vậy thì coi như hắn thành công. Mức tăng trưởng 20% chỉ trong một năm, chẳng phải quá cao rồi sao? David nhớ mày, nếu có thể tăng 10% lợi nhuận trong một năm đã là điều không tưởng, con số 20% thật sự rất có sức nặng. Ngươi đừng quên, nhà máy rượu và công ty trang sức của chúng ta bởi vì việc này mà chịu tổn thất không ít. Không phải Alexander nói mình tự có tính toán sao? thế thì hắn hãy chứng minh với mức tăng trưởng 20% đi. Ta sẽ khiến lợi nhuận của ngân hàng tăng thêm 25% trong vòng một năm rưỡi. Nếu như làm không được, ta tự động rút khỏi gia tộc, các ngươi có thể tùy ý chọn người kế nhiệm. Alexander trầm giọng nói. Được. Đám lão thành đang có trên bàn hội nghị dường như đã đạt được mục đích, khóe miệng của bọn họ lộ ra nụ cười như ý, một màn bức ép vừa rồi, cũng chính là vì cuộc đánh cược này. Sau khi cuộc họp của gia tộc Rothschild kết thúc, Alexander cùng cha ra khỏi phòng họp và trở về thư phòng. Trên đường đi, sắc mặt của Alexander không được tốt lắm. Sức ép từ các chi khác trong dòng tộc quá lớn, thậm chí bọn họ còn đòi phân chia tài sản, làm hắn không thể không thỏa hiệp. Gia tộc Rothschild đã có thể truyền thừa được 250 năm, chính là vì tổ tiên đã răng dạy bọn hắn phải đoàn kết và không được đấu đá nội bộ. Mặc dù không thể tránh khỏi một số xung đột, nhưng tất cả mọi người vẫn luôn biết điều mà không làm ầm ĩ thái quá tuy vậy chắc chắn sẽ có người phải hy sinh lợi ích của bản thân vì gia tộc hắn bây giờ chính là người đó nhưng bọn họ quả thực đã viện đủ lý do để ép cung hắn ám chỉ quyết định của hắn đã gây tổn thất đến hoạt động kinh doanh của toàn thể gia tộc cha ta vô cùng xin lỗi vừa vào thư phòng alexander liền mở miệng ngươi làm sai chuyện gì david từ tốn hỏi lại ta Alexander cho mày Cắn răng lắc đầu Ta không làm sai cả Nếu ngươi không làm gì sai Vậy đừng nói câu xin lỗi với ta David bình tĩnh trấn an Alexander Âm thanh của ông mang theo uy nghiêm Của một kẻ bề trên Đây chính là khí chất được mài dũa qua Nhiều năm ngâm mình ở địa vị cao Ta không nên đồng ý với bọn họ Alexander nói Hắn biết rõ Nếu hắn để vụt mất tập đoàn ngân hàng Đồng nghĩa với việc phải chuyển giao vị trí trung tâm quyền lực của gia tộc Rothschild cho các chi khác. Nếu như vậy thì tình hình của hắn sẽ vô cùng gây go. Vậy thì ngươi có tự tin mình có thể tăng lợi nhuận ngân hàng lên 25% trong vòng một năm rưỡi không? Thành thật mà nói, ta không quá chắc chắn. Một ngân hàng có thể tăng trưởng lợi nhuận khoảng 10% trong vòng một năm đã là rất lợi hại rồi, còn mức tăng trưởng 25% thì có chút quá sức. Một khi điều kiện tiếp cận thị trường chứng khoán không phát triển, tình huống tăng trưởng âm rất có thể sẽ xảy ra. Nếu chính bản thân ngươi cũng không có lòng tin, chi bằng ngươi cứ rút lui luôn đi. Nếu bây giờ lui xuống thì ngươi vẫn có thể thu lại rất nhiều lợi ích, chứ đợi đến lúc bị bức ép thì ngươi sẽ chẳng còn gì. David nói, người đưa ra quyết sách lại không có lòng tin đối với chính mình, vậy thì dựa vào đâu mà người khác phải giúp ngươi tạo ra kỳ tích? Ta muốn thử một lần. Alexander kiên định nói, quyết sách của ta không sai, thị trường Trung Quốc chắc chắn sẽ phát triển lớn mạnh hơn nữa trong tương lai. Trực giác của ta mách bảo rằng mối quan hệ hợp tác của chúng ta với công ty kiến hành quân sẽ đưa tập đoàn ngân hàng Rothschild lên một tầm cao mới. Ngươi đã cho rằng quyết sách của bản thân không sai, vậy liền bắt tay đi làm. Ngay cả khi chọn sai đường rồi, không ai có thể đoán được trên con đường sai đó có đường tắt đúng hay không. Ta dám giao ngân hàng vào tay ngươi vì ta tin rằng ngươi có đủ khả năng phát triển ngân hàng tốt hơn." David thở vào nhẹ nhõm khi nghe giọng điệu kiên quyết của con trai mình. Điều ông sợ nhất chính là Alexander sẽ bỏ cuộc và đánh mất chủ kiến của bản thân. Nếu người đưa ra quyết sách nhưng lại không có chủ kiến bản thân, vậy hắn sẽ rất khó tu thành chánh quả. "Đã hiểu." Alexander nặng nề gật đầu. "Tiếp theo ngươi định làm gì?" David nhìn về phía Alexander, đứa con trai này chưa từng làm ông thất vọng một chính vì sự xuất sắc của hắn mới khiến ông yên tâm chuyển giao trách nhiệm cho hắn ngân hàng trong tay ông chỉ có thể hoạt động ở mức ổn định còn nếu muốn phát triển sản nghiệp tài chính của gia tộc lớn mạnh hơn nữa thì vẫn phải dựa vào đứa con trai này ta sẽ tiếp tục mở rộng hợp tác với công ty kiến hành quân sau đó hủy bỏ một phần kế hoạch đầu tư tập trung vốn đầu tư vào các lĩnh vực hợp tác với kiến hành quân mạo hiểm như vậy sao trên mặt David lộ ra vẻ kinh ngạc khi nhận được câu trả lời này, "Ngươi nói cho ta nghe suy nghĩ của ngươi về công ty Kiến Hành Quân đi. Ta muốn biết điều gì đã khiến ngươi phải dốc toàn lực như vậy." Alexander nghĩ một chút, nói, "Ta đã nhìn thấy được tương lai ở công ty Kiến Hành Quân." Trong một gian phòng tại bệnh viện Phương Nam, Chu Man nhìn bộ ngực hiên ngang đứng thẳng của mình, tâm trạng của cô vô cùng vui vẻ, biểu cảm trên khuôn mặt cũng toát lên sự tự tin. Đối với phụ nữ một bộ ngực bằng phẳng chính là nỗi tự ti lớn nhất. Tướng mạo của Chu Mang cũng không xấu, nhưng bởi vì khuyết điểm này mà cô luôn cảm thấy mặc cảm với bản thân, ngay cả bạn trai còn đánh mất hứng thú chuyện ấy đối với cô. Sau khi chia tay với tên cặn bã đó, Chu Mang lập tức đến bệnh viện sửa chữa vấn đề này. Nhưng lúc đến bệnh viện Phương Nam để tham khảo ý kiến, cô tình cờ phát hiện một loại thuốc lâm sàng mới ra, đã có không ít người dùng thử và thu được hiệu quả rất tốt vì đây cũng là một bệnh viện lớn chính quy cho nên cô liền liều mình dùng thử một lần khi vừa bắt đầu không lâu bộ ngực của cô có cảm giác sưng tấy và đau đớn tuy chu mang vốn có chút lo lắng nhưng bác sĩ đã nói với cô đó là vì tác dụng của thuốc khiến bộ ngực phát dục lần thứ hai cho nên cô mới yên tâm phần nào dạo gần đây khi tắm rửa mỗi ngày chu mang có thể nhận thấy sự thay đổi của cơ thể phần lồi phía trước khiến cô cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết mặc dù vẫn phải dùng thuốc hỗ trợ nhưng vẫn tốt hơn rất nhiều so với việc tiêm silicon Kết quả kiểm tra đã có của người phát triển khỏe mạnh, cơ thể cũng không có gì bất thường. Xin chúc mừng. Sau khi bác sĩ đưa ra kết luận giám định, Chu Mang lập tức lộ ra thần sắc vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Sau khi nhận được kết quả thí nghiệm lâm sàng, Thạch Lâm và các thành viên trong nhóm nghiên cứu vui mừng không xiết. Cuối cùng thì họ cũng đã hoàn thành nhiệm vụ thành công. Công ty dược phẩm Giang Hà và Lam Hồng được công ty Kiến Hành Quân thu mua lại vì hoạt động kinh doanh ban đầu không quá ổn định. Từ đó, hai doanh nghiệp chính là công ty con thuộc toàn quyền sở hữu của công ty Kiến Hành Quân, đồng thời cũng là người dò đường của bọn họ trong lĩnh vực y tế. Sau khi trải qua quá trình tái cơ cấu đầu năm nay, bọn họ đã trở thành dược phẩm Giang Hà của hiện tại. Thạch Lâm vốn là trưởng nhóm nghiên cứu và phát triển thuốc của công ty dược phẩm Lam Hồng trước đây. Hiện tại đã trở thành người phụ trách đội nghiên cứu thuốc mới của dược phẩm Giang Hà. Trong lần đầu gặp mặt chủ tịch Trần Mặc, chàng trai thiên tài ấy đã giao lại một số công thức điều chế thuốc để nhóm nghiên cứu có thể hoàn thiện quy trình sản xuất. Vì Thạch Lâm vô cùng am hiểu y học cổ truyền Trung Quốc, đúng lúc Kem Bôi Nâng Ngực có thành phần từ các loại thuốc bắc thuần túy, cho nên ông đương nhiên phải lãnh trách nhiệm nghiên cứu loại thuốc này. Tuy nhiên, trong lúc nghiên cứu, ông phát hiện công thức điều chế của chủ tịch Trần Mặc không cần phải hoàn thiện nữa phương pháp phối chế thật sự rất hoàn hảo rồi ngay sau khi sản phẩm mới ra lò và vượt qua kiểm duyệt bọn họ liền nộp đơn xin thử nghiệm lâm sàng trải qua quá trình xét duyệt dài hơi và được chấp thuận nhóm nghiên cứu nhanh chóng tuyển nhận người tình nguyện để tiến hành thử nghiệm vì đây là thuốc bôi ngoài da nên khi bọn họ cũng mạnh dạn thử nghiệm tiến độ tiến hành cũng vô cùng suôn sẻ kết quả của cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn một cùng với những tài liệu kỹ thuật do chủ tịch cung cấp Nhóm nghiên cứu nắm được thông tin về liều lượng cao nhất và thấp nhất của, từ đó xác định liều lượng thích hợp cho bệnh nhân sử dụng trong tương lai. Cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 2 cũng diễn ra thành công khi thuốc được sử dụng trên các nhóm tình nguyện viên có quy mô nhỏ, vòng ngực của bọn họ tăng lên với các mức độ khác nhau. Kết quả này đã khiến nhóm nghiên cứu vừa tự tin vừa tự hào về tác dụng của thuốc. Cuộc thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 là giai đoạn xác nhận tác dụng của thuốc cũng là giai đoạn then chốt trong việc cung cấp bằng chứng để cấp trên có thể phê duyệt đơn thuốc bây giờ các công tác thử nghiệm đã được hoàn tất tình trạng cơ thể của tình nguyện viên rất khỏe mạnh sau một thời gian dài thử nghiệm bằng phương pháp đối chứng ngẫu nhiên nhóm nghiên cứu đã thu thập đủ lượng mẫu đồng nghĩa với công tác thử nghiệm mới của bọn họ coi như đã thành công loại thuốc tạo phúc cho phụ nữ này sẽ sớm có mặt trên thị trường mỗi khi nghĩ đến hiệu quả của loại thuốc giúp tăng vòng một Hạch Lâm không kìm được tâm tình hân hoan của bản thân. Cho tới nay, dược phẩm Giang Hà là công ty kém cỏi nhất dưới trướng công ty Kiến Hành Quân. Sau khi được thu mua và tái cơ cấu, doanh nghiệp dược phẩm của bọn họ vẫn có lãi, nhưng lợi nhuận hàng quý của họ luôn đứng cuối trong tất cả các công ty con. Một chút tiền đó dường như chỉ là muối bỏ bể đối với công ty lớn mạnh như Kiến Hành Quân. Nhưng loại thuốc mới đã được nghiên cứu thành công, bây giờ sẽ là lúc để bọn họ phản công thạch lâm cũng biết một nhóm nghiên cứu thuốc khác cũng đang tiến triển rất thuận lợi nội tâm lúc này của ông tràn đầy sự khâm phục với vị chủ tịch toàn năng kia ông hào hứng nói với trợ lý của mình hãy thông báo ngay cho quản lý hầu thử nghiệm lâm sàng của loại thuốc mới đã thành công ta có bốn tin tức triệu mẫn cầm một xấp văn kiện đưa cho trần mặc sau đó thuận thế ngồi xuống ghế sofa trần mặc không tham dự vào công tác quản lý công ty nhưng có rất nhiều vấn đề cô vẫn phải thông báo cho hắn bình thường triệu mẫn đều sẽ cử tiểu ngư nói lại với trần mặc nhưng sự việc lần này khá quan trọng cô đành phải đích thân mở miệng nhiều vậy sao tin tốt hay là tin xấu vậy trần mặc đặt cuốn sách trong tay xuống rót một ly nước đưa cho triệu mẫn rồi nhận lấy sấp văn bản đều là tin tức tốt triệu mẫn nói tin thứ nhất dây chuyền sản xuất máy chiếu ba chiều đã bước vào giai đoạn khởi công bộ phận thu mua bắt đầu liên hệ với các đối tác cung ứng linh kiện còn những thủ tục khác bao gồm công tác đăng ký độc quyền thương hiệu và xin giấy phép sản xuất cũng đang được tiến hành đồng loạt một khi dây chuyền sản xuất được hoàn thành chúng ta có thể tiến hành sản xuất với số lượng nhỏ toàn bộ quá trình này sẽ tốn mất mấy tháng hiệu suất làm việc của triệu mẫn rất trâu bò trần mặc vô cùng vừa lòng với điểm này của cô tin tức thứ hai thì sao trần mặc hỏi triệu mẫn nhìn trần mặc đầy cổ quái sau đó mới lên tiếng Dược phẩm Giang Hà vừa đưa tin, kem bôi nở ngực dựa theo công thức của ngươi đã hoàn tất quá trình thử nghiệm lâm sàng rồi, kết quả rất khả quan, bọn họ cũng đang tiến hành đăng ký dược phẩm. Ách! Khóe miệng Trần Mặt co giật một hồi. Nhìn thấy phản ứng của Trần Mặt, Triệu Mẫn cân nhắc một lúc rồi nói, thử nghiệm lâm sàng của thuốc tráng dương cũng đang được tiến hành, trước mắt tiến triển rất thuận lợi, rất nhanh là sẽ có kết quả. Hai loại thuốc mà ngươi nghiên cứu, một loại thì đã thành công, còn một loại thì sắp thành công trần mặc dùng nụ cười để che giấu sự lúng túng hai loại thuốc này là do hắn ngẫu nhiên lấy được từ thư viện khoa học kỹ thuật lúc trước từ khi hắn nảy ra ý định tiến quân vào lĩnh vực y dược hắn đã cho triệu mẫn thu mua hai công ty dược phẩm đồng thời đưa công thức điều chế hai loại thuốc đó cho bọn họ nghiên cứu tuy nhiên những sự việc sau đó lại khiến hắn bận mờ mắt nên không thể quản nổi mấy chuyện này rốt cuộc bọn họ đã hoàn thành cả hai loại thuốc rồi em trai nhỏ lại nữa rồi trần mặt có chút dở khóc dở cười cái cô triệu mẫn này thỉnh thoảng lại uống nhầm thuốc cứ thích chọc ghẹo hắn đủ kiểu nhưng vì quan hệ của hai người quá tốt đẹp hắn cũng hết cách bắt chẹt cô làm phiền ngươi bỏ chữ nhỏ đó đi nếu không thì ta sẽ trừ lương của ngươi đừng có để ý đến chút tiểu tiết này mà ta chỉ là hiếu kỳ tại sao ngươi rảnh rỗi nghiên cứu thuốc nở ngực với thuốc tráng dương vậy có phải ngươi triệu mẫn quét mắt nhìn khắp người trần mặc thật ra cô đã muốn hỏi vấn đề này từ lúc trần mặc lấy ra phương thuốc đó nhưng đến hiện tại thì cô mới có thể mở lời không phải trần mặc vội vàng cắt ngang lời triệu mẫn hắn sợ cô ta lại phun ra ý ngọc lời vàng gì đó ta rất bình thường trần mặc không thể nói với triệu mẫn rằng những thứ thuốc này là do lấy từ thư viện khoa học kỹ thuật đừng nóng vội ta nghe nói những người lắm tài thì đều nhiều tật ta chỉ muốn hỏi thử liệu ngươi có phải là loại thiên tài bệnh hoạn trong mấy bộ phim biến thái không? Ta không hề nói ngươi có chỗ nào không bình thường nha. Triệu mẫn phá lên cười thanh khách. Ngươi mới nhiều tật đấy, cứ đến trêu chọc ta. Trần Mặc không hề khách khí nói. Đáng tiếc là ta không thể chọc ngươi đến nơi đến chốn, đành phải chêm vào một chuyện ngoài lề khác. Cách đây không lâu, ta đột nhiên phát hiện dáng người của tiểu ngư vô cùng cân đối, làn da cũng mịn màng hơn rất nhiều, cho nên ta cảm thấy rất đố kỵ. Có phải ngươi đã dùng thủ đoạn đặc biệt gì đó, khiến tiểu ngư trở thành như thế đúng không? Đưa cho ta thử với. Ngươi xem đi, mỗi ngày ta đều ngồi lì ở trong văn phòng kiếm tiền giúp ngươi, dáng người sắp nhìn không ra gì nữa rồi. Triệu mẫn nhìn trần mặt ánh mắt đầy ái muội. Đúng là ta đã dùng thủ đoạn đặc biệt. Trần mặt trực tiếp ngó lơ ánh mắt của triệu mẫn, trong đầu cô ấy chắc chắn là đang nghĩ lệch đi một hướng khác. Suy cho cùng, cô gái nào cũng sẽ có mấy ngày không được bình thường trong trần mặt hắn đã quen rồi thuốc phát triển tiềm năng có thể cải thiện dáng vóc chuyển hóa mở thừa khống chế các khối cơ trên thân thể trong một phạm vi nhất định nếu ngươi sử dụng loại thuốc này dáng người của ngươi cũng sẽ cân đối hơn hệ miễn dịch cũng sẽ mạnh lên thật sao cho dù bị béo vì cũng có thể gầy xuống chỉ sau một đêm sao ngươi béo lắm sao trần mặt thoáng nhìn triệu mẫn có cần kiểm tra một chút không? Ta rất vui lòng. Tráng trần mặt nhảy ra mấy vạch đen, mỗi lần triệu mẫn chọc ghẹo người khác, lời nói của cô sẽ trở nên tùy ý phóng túng, hắn cũng đành chịu bó tay. Người béo phì thì một liều thuốc chia ra sử dụng nhiều lần là được, vì cơ thể mỗi người thích hợp với một lượng thuốc khác nhau, nếu dược lượng quá nhiều sẽ mất đi tác dụng, nhưng sẽ không tổn thương đến thân thể. Nếu ngươi muốn dùng thì ta sẽ đưa cho cô sau. Có điều, loại thuốc này là bí mật quốc gia ngươi không được nói với người khác trần mặt nói đương nhiên là ta muốn dùng rồi nghe theo lời ngươi nói loại thuốc còn tốt hơn chích ngừa quay về vấn đề chính tin tức thứ ba là gì nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của trần mặt triệu mẫn cũng thu hồi suy nghĩ đùa dẫn lại cô chỉ thỉnh thoảng đùa dẫn để cho bầu không khí thêm sinh động nhưng những lúc cần nghiêm túc thì nhất định phải nghiêm túc Hai tin tức còn lại có liên quan với nhau đều là về gia tộc Rothschild. Hạng mục hợp tác giữa Alexander và chúng ta không cần phải sợ đông sợ Tây nữa. Hắn hiện đang mở rộng thị trường ở châu Âu. Hôm qua còn gọi điện nói muốn đặt thêm 10 triệu chiếc điện thoại di động. To gan vậy sao? Trần Mặt hỏi. Đúng vậy, có tin đồn nội bộ gia tộc Rothschild ép Alexander phải ngừng hợp tác với chúng ta và đã bị hắn ta cự tuyệt sau cùng đôi bên đã thỏa hiệp với nhau bằng một cuộc cá cược gia tộc không được gây phiền phức cho hắn hắn cũng được buông thõng tay chân làm theo suy nghĩ của bản thân còn về nội dung của cuộc cá cược người ngoài cũng chỉ có thể suy đoán triệu mẫn nói suy đoán cái gì trần mặc hỏi alexander đã dùng vị trí thừa kế tập đoàn ngân hàng để làm vật đặt cược trần mặc khẽ gật đầu tin tức này không biết là thật hay giả nhưng dù đi nữa thì cũng không liên quan đến bọn họ, tin tức thứ tư thì sao? Tin thứ tư chính là Alexander đã bãi bỏ các hạng mục đầu tư lúc trước để tập trung nguồn vốn và đổ vào các lĩnh vực công nghiệp đang hợp tác với chúng ta. Hắn hình như đang chuẩn bị mở rộng quy mô của công ty viễn thông và đơn vị đại lý nhằm phát triển khu sinh thái liên hợp. Ý đồ của hắn chính là được ăn cả ngã về không sao. Trần Mặc có chút kinh ngạc người làm đầu tư đều biết rõ quy tắc không đem trứng gà đặt hết vào trong một rổ động thái này của alexander rất nguy hiểm vì một khi công ty kiến hành quân tuyên bố gián đoạn việc hợp tác với gia tộc roschin alexander chắc chắn sẽ rơi vào tình huống vạn kiếp bất phục có thể lắm chứ alexander làm thế không khác gì giao phó hậu phương của hắn cho chúng ta nếu chúng ta là bạn hắn sẽ bình an vô sự chúng ta là thù hắn sẽ lập tức chết không toàn thay Alexander đã cược chúng ta là bạn của hắn triệu mẫn nói đúng là lớn mật trần mặc nhìn không được mà cảm thán hắn cũng chỉ tiếp xúc với Alexander được vài lần không ngờ đối phương lại to gan giao lại hậu phương cho bọn họ hoàng tử qualip cũng từng tiếp xúc với bọn họ trước đó nhưng hắn cũng chỉ ký hợp đồng đại lý cho dòng sản phẩm robot thông minh ngoài ra thì không dám hợp tác bất kỳ lĩnh vực nào nữa bởi vì một vài nhân tố kinh tế đương nhiên còn liên quan chính trị, sự tình bên trong vô cùng phức tạp, khiến rất nhiều người đành chùn bước. Nhiều năm qua, Huawei luôn tìm đường tiến quân vào thị trường Bắc Mỹ nhưng rốt cuộc đều bị cự tuyệt, nguyên nhân chủ yếu là vì đang xem những quan hệ phức tạp này. Alexander quả thật rất to gan, hắn dám tiên phong đi bắt con cua là công ty kiến hành quân. Ngươi định làm thế nào? Alexander là đối tác của công ty kiến hành quân, cũng là người duy nhất dám đặt cược toàn bộ vốn liếng của mình vào hạng mục hợp tác với chúng ta, điều này đã nói rõ hắn thật sự xem trọng tương lai của công ty chúng ta. Hiện tại hắn ta đang đỡ đạn cho công ty Kiến Hành Quân. Xét trên tình thế trước mắt, một khi vị đối tác này bị đánh gục, ta cũng không biết là ngày nào tháng nào công ty Kiến Hành Quân mới có thể tiến vào thị trường quốc tế. Nếu chúng ta từ bỏ Alexander, về sau sẽ còn công ty nào dám to gan lớn mật hợp tác cùng với công ty chúng ta chứ? Ta tin chắc Alexander đã nhìn rõ hiểu thấu điểm mấu chốt này, cho nên hắn mới dám đánh cược, nếu thắng thì hưởng vinh hoa phú quý, còn thua thì chịu cảnh vạn kiếp bất phục. Trần Mặc im lặng nghe Triệu Mẫn phân tích. Nếu bọn họ từ bỏ một đối tác chân thành như Alexander vào lúc này, vậy thì rất khó để tìm được ai tốt hơn hắn ta về sau. Một khi Alexander quật khởi thành công, chiếm trọn lợi ích của người đi tiên phong, liệu những công ty khác vẫn sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? giới tư bản châu âu đang phong tỏa con đường tiến quân vào thị trường quốc tế của công ty kiến hành quân nhưng một khi bọn họ nhận ra giá trị của công ty kiến hành quân thì lớp phong tỏa đó sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ giúp đỡ alexander là một cách để đem lại lợi ích cho chúng ta một vị đối tác tốt như vậy chúng ta đâu có bất cứ lý do gì để từ chối đúng không triệu mẫn dừng lại một chút biển chuyển đối chủ đề nói về vấn đề kem bôi nở ngực trước đi Loại thuốc này hiện đang ở giai đoạn đăng ký sản phẩm, có lẽ sẽ được đưa ra thị trường sớm thôi, ngươi có ý tưởng gì không? Chuyện này thì ngươi cứ tự quyết định đi, ta không hiểu nhiều về chuyện làm ăn buôn bán. Trần Mặc không rõ tại sao Đang Yên đang lành triệu mẫn lại chuyển chủ đề đến chuyện này. Chủ ý của ta chính là, nếu như Alexander đã kiên trì như vậy, tại sao chúng ta lại không tặng hắn một cơ duyên? Ta muốn đưa loại thuốc nở ngực này ra khỏi biên giới Trung Quốc nhưng để có thể nhanh chóng xâm nhập vào thị trường y dược, có vẻ Alexander sẽ là lựa chọn đại lý tốt nhất cho chúng ta. Triệu Mẫn nói, Alexander đang buồn phiền về hạng mục hợp tác với công ty kiến hành quân, hiệp ước giữa hắn và bên phía gia tộc đã bắt đầu, cho nên hắn phải đối mặt với hai khó khăn cùng một lúc. Thứ nhất là áp lực đến từ nội bộ gia tộc. Nhiều người trong nhà đang mưu tính đến vị trí chủ tịch ngân hàng đầu tư Rothschild, bọn họ có lẽ sẽ không dốc sức giúp đỡ hắn, thậm chí còn âm thầm dùng thủ đoạn cản trở bằng cách không giao hết toàn bộ lợi nhuận từ các sản nghiệp khác của gia tộc thứ hai chính là cản trở đến từ bên ngoài kể từ khi mối quan hệ hợp tác của gia tộc rostin với công ty kiến hành quân được công khai với giới truyền thông alexander đã thu hút không ít sự cản trở từ các thế lực ngầm ở châu âu cộng thêm sự cố rò rỉ kế hoạch đầu tư các công ty đối thủ đó vẫn đang nhìn chằm chằm vào hắn lúc này đây chỉ cần một chút bất cẩn Alexander hắn sẽ phải đối mặt thêm nhiều phiền phức hơn. Cho dù không ngã xuống dưới sự bao vây tấn công của các công ty tư bản mà chỉ tiếp tục phát triển bình thường, thì hắn cũng không thể thúc đẩy mức tăng trưởng lợi nhuận của tập đoàn tăng lên 25% chỉ trong một năm rưỡi, kết quả cuối cùng vẫn bị hạ đo ván. Cho nên hắn không thể không mạo hiểm một phen, đem hết vốn liếng đặt cược vào công ty kiến hành quân. Bọn họ là một công ty công nghệ đã từng có thành tích khởi nghiệp kinh người, tiềm lực phát triển không giới hạn. Nếu hắn có thể tận dụng khả năng này của công ty kiến hành quân, mức lợi nhuận ròng của tập đoàn ngân hàng Rothschild rất có thể sẽ gia tăng lên 25%. Cảm giác đánh cược tính mạng của mình cho kẻ khác thực sự khó chịu vô cùng. Khi chọn lựa hợp tác với kiến hành quân, Alexander đã dự liệu một số trở ngại sẽ xảy ra, nhưng hắn có lòng tin bản thân có thể ứng phó chu toàn. Nhưng hắn không ngờ toàn bộ kế hoạch đầu tư của ngân hàng Rothschild lại bị rò rỉ ra bên ngoài, đây mới là nguyên nhân chủ yếu khiến cho cục diện trở nên cam go như hiện tại tuy nhiên vấn đề trước mắt hắn cần phải suy xét đến chính là liệu công ty kiến hành quân có đồng ý tiếp tục hợp tác với hắn hay không lúc trước triệu mẫn đã từng từ chối lời mời đầu tư vào công ty viễn thông của hắn nếu như hạng mục hợp tác lần này không đủ hấp dẫn công ty kiến hành quân chắc chắn sẽ cự tuyệt một lần nữa thưa ngài triệu mẫn gọi điện đến ngay lúc alexander đang suy nghĩ các đối sách tiếp theo thì âm thanh của trợ lý di động thông minh trong điện thoại vang lên khi biết triệu mẫn đang gọi điện cho mình sắc mặt của alexander vô cùng mừng rỡ hắn lập tức bắt máy xin chào ngài alexander ta không làm phiền ngươi nghỉ ngơi đó chứ triệu tiểu thư xin chào không phiền ta vừa ăn sáng xong bây giờ đang chuẩn bị đến công ty ta còn đang suy nghĩ cách mở lời đề nghị hợp tác với các ngươi thế nào đây Alexander từ tốn đáp lại. Công ty chúng ta hiện đang chuẩn bị đưa một sản phẩm mới ra thị trường, người có hứng thú với cơ hội hợp tác này không? Có, đương nhiên là có. Alexander mừng rỡ, không hề do dự mà đồng ý ngay. Hiện tại hắn ta đang nghĩ mình nên bắt đầu hợp tác với Kiến Hành Quân từ phương diện nào và làm cách nào để thuyết phục công ty Kiến Hành Quân tiếp tục hợp tác với tập đoàn Rostin. Alexander không ngờ Triệu Mẫn lại chủ động liên hệ với hắn vì vấn đề này đây chính là chuyện vui nhất ngày hôm nay thế này đi ta sẽ đến trung quốc ngay hôm nay chúng ta gặp mặt vào ngày mai rồi bàn tiếp được ta mong đợi sự xuất hiện của ngươi giờ ta sẽ ăn cơm tối gặp mặt lại nói sau đợi đã triệu tiểu thư ngươi có thể nói cho ta biết sản phẩm đó thuộc lĩnh vực nào không để ta tiện chuẩn bị trước một vài tư liệu liên quan alexander hỏi dược phẩm nghe thấy lời nói của triệu mẫn ánh mắt Alexander càng thêm sáng rỡ. Thị trường dược phẩm y tế là một trong những ngành siêu lợi nhuận với mức tăng trưởng lên đến 300%. Những loại thuốc quan trọng bao gồm các loại thuốc chữa bệnh mãn tính, thuốc tê, thuốc kháng sinh như là aspirin, hay thậm chí là Viagra hầu như đều đã bị những ông trùng ngành dược phẩm thâu tóm. Từ xưa đến nay, gia tộc Rothschild luôn có kế hoạch đầu tư vào lĩnh vực y dược, nhưng không biết vì sao lại không thể tìm thấy doanh nghiệp y dược tiềm năng nào để đầu tư, còn nếu muốn chen chân vào một công ty lâu đời thì thực sự quá khó hơn nữa với tình thế suy yếu ở hiện tại của tập đoàn rostin bọn họ quả thật không có cách nào để tiến vào thị trường tiềm năng này alexander từng nghe nói công ty kiến hành quân đã đạt được thành tựu trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật nhưng hắn không biết bọn họ lại có tiếp xúc với ngành y dược nếu như công ty kiến hành quân nghiên cứu ra một vài loại thuốc đặc biệt để đưa ra thị trường thì mức tăng trưởng lợi nhuận của ngân hàng Rothschild sẽ có thể sẽ đạt đến mốc 25% trong một năm rưỡi. Triệu tiểu thư, xin hỏi đó là loại thuốc vậy? Alexander hỏi. Ngươi sẽ biết sớm thôi, chắc chắn sẽ không khiến ngươi thất vọng. Triệu mẫn thần bí nói. Thực là mong chờ, vậy ngày mai gặp. Mai gặp. Triệu mẫn đắt điện thoại, Alexander nóng lòng vội vã đi đến công ty trước. Chủ tịch, ngài có dặn dò gì không? Alexander vừa đến phòng làm việc, một nữ trợ lý đi vào trong phòng rồi nhẹ nhàng hỏi. Lui lịch họp mấy ngày hôm nay lại, ngươi đặt một vé máy bay đến Trung Quốc trong hôm nay giúp ta, càng nhanh càng tốt. Hắn có dự cảm mình đã đặt cược vào đúng người rồi, chuyến đi lần này chắc chắn sẽ có thu hoạch lớn, nói không chừng còn là một cơ hội chuyển mình cho cả gia tộc Rostin. Vâng ạ. À. Nữ trợ lý không nói gì thêm nữa, cô không cần nghĩ cũng biết ông chủ của mình đang định đi đâu. Nhìn vào lịch trình dạo gần đây của Alexander, Alice có thể thấy ông chủ của mình đang một mực theo sát công ty kiến hành quân. Trợ lý Alice vừa định rời khỏi thì bị Alexander gọi lại. Đợi đã Alice, ngươi giúp ta tra thử, liệu có công ty dược phẩm nào dưới trướng của công ty kiến hành quân không, sau đó hãy giao cho ta tư liệu chi tiết trước khi ta lên máy bay, càng tỉ mỉ càng tốt. Ngươi tốt nhất đừng để người khác biết ta muốn xem những tư nà, cũng đừng nói cho ai nghe chuyện này hiểu rõ alice trịnh trọng gật đầu nghe alexander dặn dò cẩn thận như thế cô cũng biết chuyện này chắc chắn rất quan trọng sự cố rò rỉ kế hoạch đầu tư đã khiến ngân hàng bọn họ gặp phải vô số phiền phức nếu như chuyện này lại bị tiết lộ ra bên ngoài không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo alice lập tức tìm thông tin về các công ty y dược dưới trướng công ty kiến hành quân thân là chủ tịch của một ngân hàng quốc tế với nghiệp vụ chủ đạo là tư vấn đầu tư tin tức thị trường mà Alexander cần nhất định phải vô cùng tỉ mỉ. Hơn nữa, ngân hàng Rothschild bọn họ còn có đội ngũ chuyên gia phân tích tin tức số liệu trong phạm vi toàn cầu. Những chuyên gia này chính là đôi mắt giúp Rothschild nắm rõ thị trường kinh doanh ở bất kỳ nơi đâu, để bọn họ có thể ứng phó với các biến động tài chính thế giới bất cứ lúc nào. Một tiếng sau, Alice quay trở lại phòng làm việc của Alexander, nhẹ nhàng đặt văn kiện trong tay lên trên mặt bàn đây là tư liệu về các công ty y dược dưới trướng kiến hành quân bọn họ thật sự sở hữu công ty y dược sao alexander cả kinh nói từ trước đến nay sản phẩm chủ chốt của kiến hành quân đều thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật trong mắt của alexander kiến hành quân là một công ty công nghệ tầm cỡ hơn nữa trong tư liệu về công ty kiến hành quân mà hắn xem qua trước đó cũng không có thông tin liên quan đến lĩnh vực y dược nếu không phải triệu mẫn chủ động liên lạc với mình alexander chắc chắn sẽ không chú ý đồng thời cũng không ngờ đến phương diện này phát hiện này đã khiến hắn kinh ngạc vô cùng bọn họ đã thu mua hai công ty dược phẩm lam hồng và giang hà vào một năm trước sau đó cải tổ lại hai công ty này trở thành dược phẩm giang hà của hiện tại dược phẩm giang hà được xem là công ty con đầu tiên được thành lập sau khi công ty kiến hành quân tiến hành tái cơ cấu trên mạng từng có bài báo về việc công ty kiến hành quân thu mua hai công ty dược phẩm này nhưng tại thời điểm lúc đó đang xảy ra một trận hoa sơn luận kiếm giữa các hãng điện thoại tầm cỡ tại thị trường trung quốc mà vấn đề thu mua của công ty kiến hành quân cũng vô cùng bình thường cho nên tin tức này không được dư luận chú ý quá nhiều hai công ty dược phẩm đó không quá nổi bật sản phẩm đầu ra cũng rất bình thường vốn không có quá nhiều đặc điểm vượt trội ta có nhờ người tìm được thông tin của hai công ty đó trước khi bị mua lại thì cũng không có sự kiện nào quá đột phá cả đây đều là những công ty dược phẩm vô cùng phổ thông Alexander nghe được tin tức hữu dụng từ trong báo cáo giảng lược của Alice. Công ty, kiến hành quân đã muốn tiến vào ngành y dược từ một năm trước, dược phẩm Giang Hà còn là công ty con đầu tiên từ sau khi tập đoàn kiến hành quân được thành lập sao? Đối với Alexander, tin tức này là một dấu hiệu cực kỳ tốt. Vé máy bay đặt xong rồi chứ? Alexander có chút nóng lòng, hận không thể xuất hiện tại Trung Quốc ngay lập tức. Đặt xong rồi, chuyến bay một giờ chiều nay. Alexander nhìn trụ sở tổ kiến của công ty kiến hành quân bên ngoài cửa sổ xe trong lòng thầm thở dài một hơi đây là lần thứ ba hắn đến trung quốc hơn nữa cả ba lần đều là vì công ty kiến hành quân mà đến điều này chưa từng xảy ra trước đây so với hai lần trước lần này hắn ngược lại có cảm thấy hơi hồi hộp lại càng có thêm cảm giác mong đợi công ty kiến hành quân chủ động liên hệ hợp tác với hắn thậm chí còn là lĩnh vực y dược chẳng lẽ bọn họ muốn tiến vào thị trường quốc tế thông qua con đường dược phẩm y tế nếu như đó chỉ là loại thuốc thông thường công ty kiến hành quân tuyệt đối sẽ không tốn công gọi hắn đến như vậy triệu mẫn cũng đã nói rất rõ rằng công ty kiến hành quân tuyệt đối sẽ không khiến hắn thất vọng vậy có nghĩa tiềm năng lợi nhuận của loại thuốc này rất tốt nếu không triệu mẫn cũng chẳng dám nói chắc chắn như vậy alexander tiến vào trụ sở tổ kiến dưới sự dẫn dầu của robot lễ tân sau đó thuận lợi tiến vào phòng tiếp khách của công ty kiến hành quân. Cô Triệu, thật xin lỗi, ta xuống máy bay lúc rạng sáng, vì trên lệch múi giờ nên ta ngủ dậy muộn, cho nên ta đành vội vàng chạy tới đây ngay. Alexander hơi hối lỗi nói. Ngài Alexander đã khách sáo quá rồi, mời ngồi. Triệu Mẫn bắt tay cùng Alexander, sau đó mời hắn ngồi xuống ghế sofa. Dạo gần đây, ta thấy ngài Alexander rất quan tâm đến công ty chúng ta ngươi có cái nhìn như thế nào đối với sự phát triển của công ty kiến hành quân nghe thấy câu hỏi này lông mày của alexander bỗng nhướng lên hắn biết những lời hắn sắp nói kế tiếp nhất định là trọng điểm nói không chừng còn là một loại thăm dò đối với họ cô triệu ngươi muốn nghe lời nói thật sao tất nhiên rồi triệu mẫn nói alexander chỉnh đốn lại suy nghĩ của mình một chút rồi mới mở miệng người hoa các người đều thích rồng để ta ví dụ nhé công ty kiến hành quân hiện tại tựa như một con rồng thần bị khóa trong đại dương các ngươi tuy được người ta kính sợ nhưng lại không thể bay ra khỏi vùng biển cả đó tình cảnh của các ngươi giống như mô hình thu nhỏ của tình hình trung quốc hiện nay vậy thực lực của các ngươi rất mạnh khiến nhiều người phải kính nể bọn họ chỉ sợ con rồng này dãy khỏi công xiền và thống trị bọn họ cho nên ở phương diện nào đó bọn họ thật sự không dám hợp tác cùng các ngươi thậm chí còn cản trở các ngươi nhưng bọn họ vẫn muốn thu hoạch lợi ích từ trên người của các ngươi loại tình huống này xảy ra chủ yếu là bởi vì hệ tư tưởng của các ngươi khác với bọn họ cũng như đường lối chính trị của trung quốc rất khác biệt so với các nước phương tây công ty kiến hành quân là công ty tư nhân còn giới tư bản lại quan tâm đến lợi nhuận và tài nguyên bọn họ muốn đồng hóa các ngươi nhưng các ngươi lại không muốn bị đồng hóa thế là công ty kiến hành quân bị cô lập không ai nguyện ý giúp các ngươi thoát khỏi công xiền thậm chí còn phân biệt đối xử với các ngươi lý do của tất cả những điều này là vì trong lòng bọn họ sợ các ngươi mặc dù bọn họ không chịu thừa nhận rằng mình sợ alexander nói ra những suy nghĩ của mình mặc dù cái ví dụ này có chút sai sót nhưng quả thực có một số điểm tương đồng một trong những nguyên nhân khiến kiến hành quân bị cô lập chính là vì cái mắt doanh nghiệp trung quốc quan trọng hơn hết bọn họ còn là doanh nghiệp không niêm yết cổ phần mà lại còn đụng đến lợi ích của một số nhà tư bản vì yếu tố chính trị và yếu tố lợi nhuận nên kiến hành quân vẫn luôn bị mắc kẹt ở trong nước tuy nhiên ngoại trừ một vài sản phẩm đặc biệt như máy đo địa chấn các sản phẩm khác của công ty xuất hiện ở thị trường nước ngoài cũng không nhiều ví dụ của ngài alexander thật thú vị triệu mẫn nhẹ nhàng cười cười nhưng công ty của chúng tôi không phải rồng thần mà chỉ là một con kiến nhỏ thôi kiến hành quân ở trong rừng cũng là sinh vật đứng đầu chuỗi thức ăn alexander nói vậy động thái gần đây của ngươi dường như là đang giúp tiến hành quân thoát khỏi công xiền ư triệu mẫn nói biết làm sao được công xiền đã rỉ xét rồi sớm muộn gì các ngươi cũng sẽ rời khỏi cái ổ kiến này mà thôi ta xem trọng tương lai của các ngươi cho nên mới tiên phong hợp tác coi như ta đang đầu tư mạo hiểm trung quốc của các ngươi có câu gọi là dệt hoa trên gấm không bằng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi alexander nói xem ra ngài alexander đã chuẩn bị trước khi đến đây đối với lời của triệu mẫn alexander chỉ cười và nói cô triệu ngươi có hài lòng với đáp án của ta không tài ăn nói của ngươi rất tốt triệu mẫn không muốn đi quá sâu vào vấn đề này nên nhanh chóng chuyển đề tài chúng ta vào thẳng vấn đề chính đi như hôm qua đã nói chúng ta muốn cùng ngươi hợp tác trong lĩnh vực y dược ngươi có hứng thú hay không chúng ta vẫn luôn muốn tham gia vào lĩnh vực y dược nhưng mãi không tìm được lối vào cô triệu ngươi còn chưa nói cho ta biết đó rốt cuộc là thuốc gì alexander không đồng ý ngay lập tức đây chính là thói quen của một thương nhân khi chưa thấy được sản phẩm cho dù là ai cũng sẽ không xuống tiền bậy bạ ngươi nói đi triệu mẫn nhìn về phía đàm vịnh đang ngồi bên cạnh mình nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha